ơi. Hôm nay tiếp like bộ pyjama nha mọi người ơi. Pyjama mango nha. À, cảm ơn Thanh Thủy. Rồi hôm nay pyjama là mango thì Tiết ở đây Tiết có lửng với dài với đùi luôn. Rồi có tay ngắn tay dài luôn. Dài 110 lửng 105 dài im giá thế nha nhà. Dạ em chào chị Chu Thị Phương Lan ạ. Rồi chào Ngọc Huệ Kim. Hôm nay bán giá siêu rẻ cho mọi người luôn. Rồi bộ tiết mặt là bộ dài mango nha cả nhà. Pyjama mango. Rồi hôm nay tiết sale cho cả nhà là 110.000 thôi. Đó, bán giá. Giá này là giá hẹp rẻ lắm luôn á. Rồi quần dài nha, chất là mango nha cả nhà, chất mango nha. Rồi cái này tầm 40 cho đến 56 kg, 40 đến 56 kg, giá là 110.000. Giá là 110.000. Đây cả nhà. Đẹp lắm. À xin chào gái cô. Dạ em chào chị Nguyễn Loan. Rồi đây giống tiết mặt. Đây cả nhà, ở dưới quần là nó có viền theo cái cổ nha. Vân Nguyễn. À đúng rồi em Vân Nguyễn, à, sao em ơi, hôm qua chị có đọc tên là có chốt. Dạ em chào chị Nguyễn Thị Liên. Cảm ơn Thanh Thủy. Rồi đây cả nhà, đó mẫu giống tiết mặt nha. Cổ nó như thế này nè, cổ này cổ tròn nha. Mango 40 cho đến là 56 kg, giá tiết sale 110.000. Thanh Thủy lấy bộ chị mặc rồi ok em. Đây nè. Đó, mở ra cho mọi người xem. Cái này mình ghi cho Tiết là dài hồng là được nha. Dài hồng. Quần có hai túi hết nha cả nhà. Chất vải rất là đẹp luôn, chất vải là mango nha. Rồi, cổ là cổ tròn như thế này. Cái bao á, cái bao của nó là bao tròn. 40 đến 56 kg, giá sale 110.000. Giá sale 110.000 nha khách. Khách lấy ghi cho Tiết là dài hồng. Dài hồng. Quá xinh luôn. Quần ở phía dưới á, là viền nè. Đó, viền theo cái áo nha. Rồi Thanh Thủy chỉ lấy bộ mặt cho em ơi em. Rồi lấy đi cho Tiết mã của mình là dài hồng. Mango nha cả nhà, mango hôm nay sale có 110 thôi. Rồi Đoàn Viện lấy dài hồng. Rồi ok Đoàn Viện dài hồng. Rồi đây dài hồng nha khách. Dài hồng hôm nay Tiết có lai dài nè, rồi lai lửng nè, lai đùi, nói chung là pyjama hết nha. Đó, khách lấy ghi dùm Tiết mã của mình là dài hồng. Dài hồng Trương Quỳnh Dung 110.000, hôm nay là hạ giá xuống nữa rồi đó, 110.000 thôi dài hồng. Rồi quá dễ thương luôn, cái này mình ghi cho Tiết là dài chuột, tại vì hình chuột Mickey nha. Tay quần là nó viền phía bên dưới.
40 đến 56 cái mặt được nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Cái này mình ghi cho tí là dài chuột. Bằng lương mới dài hồng rồi, ok khách nha, 110.000. Rồi cái này mình ghi cho tí là dài chuột. Quá dễ luôn đó khách. Dài chuột nha, chất vải măng gồ nha cả nhà, giá sale 110.000. Rồi khách lấy ghi giùm tí mã này là dài chuột, hình chuột. Đó, quá dễ luôn, phối như thế này nha cả nhà. Xuất sắc luôn, dài chuột. Rồi quần có viền phía dưới cho mình, có áo tay dài, hôm nay có luôn. Hôm nay có tay dài nhưng mà tay dài có ít thôi, một lát chứ sẽ xen kẽ nha. Rồi Vân Nguyễn hôm nay đùi là pyjama nha khách. Mỗi ngày chỉ like một loại ha. Hàng hôm qua là hết rồi, bên hôm nay chỉ like là pyjama thôi. Rồi cái này mình ghi cho tí. À dài lụa hả? Tí đâu có đọc dài lụa. Dài chuột, dài hồng. Dài hồng giá hàng trương. Rồi dài chuột Võ Thanh Tuyền. Rồi dài chuột tiếp còn nha khách, lấy ghi cho tí mã dài chuột dài hồng là hết rồi nha khách. 40 cho đến 56 kg chị Hồng Vũ Lam, 40 đến 56 kg. Tươi như hoa. Nguyên cái giường bông luôn á, nguyên giường bông. Rồi ghi cho tí dài chuột. 40 đến 56 kg. Rồi lấy ghi cho tí mã của mình là dài chuột nha. Đó là này là hình chuột Mickey nè. Rồi 40 đến 56 kg một cỏ một khách ơi, chất vải măng gồ nha. Đó khách lấy bộ mặt hết rồi khách, bộ mặt tiếp đã chốt hết rồi nha. Rồi cái này mình ghi cho tí là dài chuột. Dài chuột nha, dài chuột. Rồi nhiều bông nhiều hoa, tay dài hôm nay có luôn. Dài chuột cho Mỹ Linh, cây đèn Aladdin, hàng này may sẵn và form tiếp tập là 40 đến là 56 kg, mình ok thì mình chốt. Ở đây không có lấy chính xác 50 kg nha, cho nên mình chốt vậy là tiếc không có lấy hàng cho mình được. Ở đây hàng may sẵn và cái mẫu này tiếc báo là 40 đến 56 kg, chị nào ưng thì chốt mã giùm tiếc. Rồi, hiện tại dài chuột tiếc sẽ chốt cho Mỹ Linh. Dạ không có to chị ơi. Rồi lấy ghi cho tiếc mã cũng là dài chuột. Dài chuột nha. Dài chuột 40 cho đến 56 kg tùy cao thấp nha cả nhà. Rồi bây giờ qua cái này dài trắng, dài trắng. Rồi khách lấy đi cho tí mã của mình dài trắng nha. Dài lụa hả? Em đâu có đọc dài lụa đâu mấy chị. Mấy chị bộ em đọc không rõ hả? Ở đây em đọc là dài chuột. Dài chuột là hình con chuột Mickey. Ở đây em không có đọc thế nào là dài lụa hết. Dài chuột, rồi dài trắng, dài trắng. Rồi dài trắng chị Đoàn Viện chị ghi S trắng là gì chị? Thanh Thảo chị ơi, mình mua hàng mã tiếp đọc kèm số điện thoại tại mình khách mới kèm số nha. Rồi ghi cho tí là dài trắng. 40 đến 56 kg. Rồi dài trắng nha, quá trời đẹp luôn. Dài chuột. Cây đèn Aladdin dài chuột. Rồi cây thấp tí còn hai bộ dài chuột nha, tí còn hai bộ dài chuột. Còn cái này là dài trắng, trắng này là loan màu, trắng này là loan màu nha. Rồi 40 đến 56 kg, 40 đến 56 kg. Đây viền ở dưới cho mình. Rồi mã này khách ghi cho tí là dài trắng, trắng loan màu, quá dễ thương luôn. Đó, cổ tròn giống như vậy nè cả nhà. Đó, cổ tròn giống vậy nha. Rồi ghi cho tí là dài trắng, 40 đến 56 kg dài trắng. Rồi lấy cái giùm tiếp dài trắng 40 đến 56 kg, mã của mình là dài trắng nha. 40 đến 56 kg dài trắng. Rồi 40 đến 56 kg không có đo ngực bạn Mỹ Linh ơi, bạn lên số ký chiều cao đi tiếp tư vấn cho. Rồi hoa nắng, cái hàng may sẵn 40 đến 56 kg, ok thì chốt nha. Ở đây tiếc không có chốt theo số ký, tại ở đây tiếc không có size, ở đây là hàng may sẵn một cỡ 40 đến 56 kg. Rồi Thảo Thanh lấy dài chuột với dài trắng rồi ok chị nè. Rồi dài chuột với dài trắng cho Thảo Thanh. Đùi hả chị? Đùi pyjama chị ơi. Rồi bây giờ tiếp qua dài đen.
dài đen nha, 40-56kg dài đen, quá đẹp luôn. Rồi giá là 110.000, chắc măng gồ. Rồi ghi chi tiết dài đen cả nhà ơi, dài đen. Ở dưới quần nó có viền theo áo nha cả nhà, dưới quần nó viền theo áo. Rồi 40-56kg dài đen. Rồi khách lấy thì ghi chi tiết mã đang cầm là dài đen nha, 40-56kg dài đen. Rồi ai lấy thì ghi chi tiết là dài đen nha, 40-56kg dài đen. Rồi dài chữ, vỏ thanh tuyền lấy dài đen. Rồi ok, vỏ thanh tuyền dài đen. Rồi dài chữ 40-56kg dài chữ nè, chữ chữ như thế này. Rồi 40-56kg dài chữ. Rồi 1m50-55kg Mỹ Linh không vừa nha. Bỏ ra nha, bỏ cũng Mỹ Linh ra đi, Mỹ Linh không vừa nha khách. Rồi chốt đơn nhìn tiếp nha, dài chữ Mỹ Linh của Vina, Mỹ Linh của Vina. Rồi dài chữ 40-55kg. Rồi khách ghi cho tiếp là dài chữ. Rồi 40-55kg. Rồi Mỹ Linh xả bộ dài chuột, khách nào lấy thì ghi lại nhìn tiếp dài chuột nha. Rồi 40-55kg, 40-56kg. Rồi Minh Anh không có chính xác 49kg. Hàng may sẵn 40-56kg, khách chịu thì chốt mã, không chốt theo số ký. Rồi dài chữ 40-56kg. Rồi không có lớn hơn khách ơi, này có một cỡ một à, 40-56kg dài chữ. Dài chữ nha khách. Rồi lấy cái dùm tiếng mã của mình là dài chữ 40-56kg dài chữ. Dài đen cho Ngân Kim. Rồi ok, Ngân Kim dài đen. Trần Nguyên Thanh, khách nghe rõ khách, 40-56kg. Mình 67kg sao mình vừa mà mình chốt. Dung Ngô dài chữ 40-56kg. Rồi dài chữ dài đen còn luôn nha cả nhà, lấy thì chốt cho tiết mã của mình nha. Dài chữ dài đen, dài chuột, dài trắng 40-56kg. Em đọc rõ như Quỳnh, 40-56kg. Mình 60kg mình sao vừa khách. Em đọc rõ quá trời luôn mấy chị. 40-56kg. Hồng Duy có dài chữ. Rồi ok Hồng Duy, 40-56kg. Quá đẹp luôn. Rồi cái này mình ghi cho tiếp là dài đỏ nha, 40-56kg dài đỏ. Quá đẹp. 40-56kg dài đỏ. Rồi lấy đi cho tiết dài đỏ nha. 40-56kg. Rồi dạ, giá là 110.000, cái này đang sale. Rồi lấy đi dùm tiết mã dài đỏ. Rồi mẫu mặt hết rồi khách. Mua hàng mã dùm số điện thoại nha. Rồi dài đỏ 40-56kg, khách lấy thì ghi cho tiết dài đỏ. Ngân Kim có dài đỏ. Rồi đây khách ơi, dài đỏ tiếp còn nha, lấy ghi chi tiết dài đỏ. Phụng Nguyên dài chuột. Rồi ok Phụng Nguyên dài chuột. Dài dài đỏ là khách đẹp. Bộ mặt hết rồi chị Chân Thùy. Rồi dài đỏ thì tiếp khách ơi, 40-56kg. Quá xá đẹp luôn. Giá có 110.000 thôi, quá đẹp luôn nè. Viền ở dưới quần cho mình nha. Rồi khách lấy thì ghi chi tiết là dài đỏ cho Dung Ngô. Rồi dài đỏ tiếp còn nha, khách lấy ghi chi tiết là dài đỏ. 40-56kg mã của mình là dài đỏ. Nguyễn Thị Phương Dung lấy dài đỏ. Nguyên Hương lấy dài đỏ. Rồi tiếp còn một bộ dài đỏ nha. 40-56kg. Rồi tiếp còn một bộ dài đỏ. Rồi mình ghi chi tiết là dài caro, dài caro nè. 40-56kg. Rồi dài caro nha. Dài caro 40-56kg. Quá đẹp luôn khách ơi. Quần mình có viền nha.
dài caro 40 đến 56 kg, giá 110 ngàn thôi. Rồi, chất vải măng gồ, Khách lấy ghi cho Tiết mã của mình là dài caro nha, dài caro. Hôm nay Tiết có một ít size dài nha Khách. Rồi, dài caro 40 đến 56 kg, dài caro. Dài caro 40 đến 56 kg. Rồi, lấy thì ghi giùm Tiết dài caro nha. 40 đến 56 kg. Rồi quán này mình ghi cho Tiết là dài nâu đi, dài kem. Rồi Nguyễn Hậu không có size M nha khách. Dài caro cây đèn Aladdin. Dài caro cho Hằng Chương. Rồi cái này mình ghi cho Tiết dài hồng đi theo cái cổ. Rồi chị Nga Thu dài caro. Rồi cái này mình ghi cho Tiết là dài hồng theo cái cổ nha, dài hồng đẹp quá. Rồi 40 đến 56 kg dài hồng. Rồi Khách lấy thì ghi cho Tiết dài hồng nha. Dài hồng cho Mỹ Phượng. Rồi quá đẹp luôn nè. Đó, dài hồng nha. 40 đến 56 kg. Rồi dài hồng Mỹ Phượng. Rồi Khách lấy chốt cái Tiết dài hồng. 40 đến 56 kg. Dài hồng. Rồi lấy thì ghi giùm Tiết mã của mình là dài hồng nha. Rồi, Đinh Hà chị ơi, ở đây không có chính xác 5254 kg chị. Ở đây là 40 đến 56 kg là một cỡ. Một cỡ nha. Không có dài kem. Mấy chị ơi, mấy chị đang mua hàng may sẵn và hàng này là một cỡ, nó nằm trong số ký là 40 đến 56 kg. Mình ưng thì mình chốt, ở đây em không chốt theo 52 kg, 54 kg hay 50 kg, em không có chốt mã như vậy nha. Em chốt là mã kèm số điện thoại và cái này là 40 cho đến là 56 kg. Hằng Chương gửi luôn giá là 110 ngàn. Rồi chốt cho dài hồng cho Hằng Nguyễn. Dài hồng cho Hằng Nguyễn. Rồi dài hồng cho Hùng Hùng. 40 đến 56 kg một cỡ. Kim Khánh mua hàng lên số điện thoại Khách. Mình đang mua là hàng may sẵn mấy chị ơi. Và hàng may sẵn thì chỉ có một cỡ thôi. Cho nên mấy chị kia em lấy một chị thì 52 kg, một chị 54 kg, một chị 50 kg thì em không có lấy nha. Ở đây là hàng của em là hàng may sẵn có một cỡ thôi. Rồi chị Hương Đoàn bây giờ chị có dài đỏ thôi. Còn tay dài thì lát em like chị chọn nha chị. Rồi chị Hương Đoàn có một bộ dài đỏ. Rồi dài caro Nguyễn Hậu 75 kg, không có size khác. Ở đây không có bán bích size. Ở đây là 40 đến 56 kg. Dài hồng. Tay dài có nha. Rồi dài hồng. Dài caro còn có một bộ thôi. Khách ơi chịu thì chốt nha. Dài caro còn một bộ. Dài hồng cho Thanh Hoàng Trần. Dài cái số luôn. Ai? Hương Đoàn. Chị Hương Đoàn chị ơi, bây giờ chị bấm số điện thoại bình thường, chị đừng có ngắt quãng gì hết. Chị bấm một số điện thoại bình thường giùm em máy em mới lưu số chị được nha chị. Rồi dài hồng, dài caro cọn bộ. Rồi chị Hương Đoàn cho lại số nha chị. Đồ hôm qua đang gọi số. 40 cho đến 56 kg. Chị Hương Đoàn cho Tiết lại số nha chị. Rồi mã này ghi cho Tiết dài hồng. Dài caro còn một bộ. Rồi bây giờ dài sọc. 40 cho đến 56 kg dài sọc. Rồi mình ghi cho Tiết mã nha, dài sọc. Quá trời đẹp luôn. 40 đến 56 kg 110 ngàn. Bộ dài. Bộ đang like 110 ngàn. Rồi ghi cho Tiết là dài sọc. Rồi dài sọc Hương Đoàn cho số lại nha chị. Không cho số là không có chốt đơn được nha chị. Rồi dài sọc.
40 cho đến là 56 kg. Rồi dài sọc, Pháp lấy ghi cho tiết mã của mình là dài sọc nha. Chất vải măng gồ. Rồi quần có viền ở phía dưới cho mình. Rồi lấy thì ghi dùm tiết mã của mình dài sọc. Bộ mặt hết hàng. Rồi dài sọc nha khách ơi, dài sọc. Rồi lấy ghi dùm tiết mã dài sọc. 110.000 một bộ đang like. Dài sọc 110.000 bộ. Rồi Phụng Nguyên 270 dài sọc. Rồi ok khách. Rồi bây giờ mình qua cái này dài riêu, màu riêu nha. 40 cho đến 56 kg dài riêu, màu riêu. Bộ đang mặc hết rồi chị, size đại không có khách. Hai bộ ship 30.000 nha, Phượng Bùi. Rồi dài riêu, màu riêu khách ơi. Dài sọc cho Trịnh Nguyễn. Rồi Trịnh Nguyễn hãy dài sọc. Dài sọc cho Vũ Huế. Rồi ok chị, dài sọc. Rồi bây giờ cái này khách ghi cho tí là dài riêu nha, màu riêu. 40 cho đến 56 kg dài riêu. Chị ơi không có đọc rồi không có đồ nha chị Nguyễn Hậu. Khi nào đọc tên vậy mới có đồ. Phương Nghi dài sọc. Đó, khi nào đọc tên vậy mới có đồ. Còn nếu mình không đọc rồi không có đồ. Rồi mã này ghi cho tiếp dài riêu. Dài riêu nha, 40 cho đến 56 kg dài riêu. 110.000. Rồi lấy ghi cho tiếp mã của mình là dài riêu nha. Rồi mình chốt lại cho tiếp dài trắng. 40 đến 56 kg dài trắng nha. 40 đến 56 kg dài trắng. Rồi Phương Đoàn bỏ ra đi chị, đó không có cho số, bỏ ra đi. Rồi bỏ Phương Đoàn ra nè. Không có cho số, bỏ ra ha. Rồi dài trắng 40 đến 56 kg, mã của mình là dài trắng. Rồi khách lấy ghi cho tiếp dài trắng nha, 40 đến 56 kg, mã của mình là dài trắng. Rồi bây giờ tiếp qua tay dài xíu nha, tiếp qua tay dài xíu. Dài trắng Thanh Hoàng Trần. Rồi ok. Bây giờ qua tay dài. Tay dài 115.000. Dài trắng cho Phụng Nguyên. Phụng Nguyên dài trắng. Rồi tiếp qua tay dài. Tay dài 115.000. Tay dài nha. Tay dài 115.000. Chị Hương Đoàn ơi, chị cho số điện thoại không có, không có lưu được chị. Nãy giờ xin lại không cho, em không có chốt được nha. Số điện thoại chị cứ cắt quản rồi, bên em không có lưu được, cho nên em không có chốt cho chị nha. Rồi Trang Lê chị không có bán sỉ. Rồi đây qua tay dài. Quá trời đẹp, cái mặt bộ tay dài nha. Rồi tiếp qua tay dài. Tay dài thì 115.000. Bộ tay dài cho mọi người xem. Hôm nay có ít bộ tay dài. Cho số thì không cho. Rồi đây qua tay dài 40 đến 56 kg. Rồi qua tay dài nha cả nhà, 40 đến 56 kg. Rồi ghi cho tiếp tay dài. Tay dài lá đi. Rồi, màu xanh lá ha. Tay dài lá. Rồi tay dài lá.
rồi à, dài caro còn bộ, dài caro hình như là còn bộ ai, dài caro còn bộ thanh hoàng trần hai bộ đi đơn, dài trắng à, cẩm tú trần cẩm tú dài trắng 110, còn tay dài 115. Rồi mụn nguyên đi hàng rồi nha chị, chốt của chị lâu rồi 57 ký không vừa, 40 cho đến 56 ký. Rồi khách lấy ghi cho tiếng là tay dài lá nha, màu xanh lá, tay dài lá. Rồi Ngân Kim lấy tay dài lá bộ mặt 115.000 nha khách, tay dài 115.000. Rồi khách lấy ghi dùm tiếng mã của mình là tay dài lá nha, 115.000, 40 cho đến 56 ký tay dài lá. Đây, cái quần là nó có viền cho mình luôn nha, tay dài lá. Rồi đây nè, quần có viền cho mình luôn tay dài lá 40 cho đến là 56 ký. Rồi khách lấy ghi dùm tiếp mã của mình là tay dài lá 40 đến 56 ký. Rồi tay dài biển, màu xanh biển. Rồi 40 cho đến 56 ký tay dài biển, quá đẹp. Hà Linh dài caro dùng đơn qua, Phương ơi đem dùng đơn luôn đi Phương. Rồi tay dài biển 40 đến 56 ký. Rồi chốt đơn thì tiếp tay dài biển, màu xanh biển. Tay dài là 115.000 nha khách ơi, tay dài biển 40 đến 56 ký. Rồi khách lấy thì ghi tiếp tay dài biển 40 đến 56 ký. Rồi tay dài 115.000 nha, tay dài biển, tay dài lá cho Nguyễn Diễm. Rồi Nguyễn Diễm có tay dài lá. Rồi màu này là tay dài biển nhìn tiếp nha, Trịnh Nguyễn lấy tay dài biển 115.000. Rồi caro hết rồi, Kim Ngoan Bùi hết caro rồi khách, Bùi Loan lấy tay dài lá. Rồi tay dài biển Kim Ngoan Bùi có tay dài biển không có caro nha, caro tiếp hết. Tay dài lá cho Hoa Nắng. Rồi hết tay dài lá các ơi, còn tay dài biển, còn tay dài biển. Còn tay dài biển. Hết tay dài lá rồi, hết tay dài lá, còn tay dài biển. Ôi đẹp quá. Tay dài hồng theo cái cổ nha. Tay dài hồng 40 đến 56 ký, giá là 115.000. Giá sale thôi nha cả nhà ơi, bán cho cả nhà giá là giá sale thôi đó. Giá hàng này măng gồ, măng gồ nha. Rồi ghi cho tiếp là tay dài hồng theo cái cổ nè. Tay dài hồng 40 cho đến 56 ký. Rồi lấy ghi tiếp tay dài hồng, quá đẹp luôn. Rồi khách lấy ghi tiếp tay dài hồng. Rồi tay dài vàng, tay dài hồng. Rồi chốt cho đúng nha Thủy Nguyễn ơi. Dài có nghĩa là quần dài, tay ngắn. Còn cái này là tay dài nha, tiếp chỉ chốt đúng mã nha cả nhà. Tay dài vàng, tay dài vàng là hoa vàng như thế này. Rồi tay dài vàng, tay dài hồng. Rồi lấy giùm tiếp nha, tay dài vàng, tay dài hồng 40 đến 56 ký. Rồi khách lấy giùm tiếp tay dài vàng, tay dài hồng 40 đến 56 ký. Rồi đúng mã nhìn tiếp nha. Ở đây chị chốt đúng mã rồi. Rồi hồng phan không có chính xác 56 ký chị. Cái này là 40 cho đến 56 ký. Rồi mình ok thì mình chốt mã. Ở đây em bán hàng may sẵn không có chính xác số ký của chị chị. Tay dài vàng cho Trịnh Nguyễn. Tay dài hồng cho Thủy Nguyễn. Ở đây em bán đồ may sẵn nha mấy chị, không có bán theo số ký của khách nha. Rồi đây, quá trời đẹp. Tay dài đang sale 115.000 Bùi Kiệm. Tay dài caro, tay dài caro 40 đến 56 ký, một cỡ một như đang like nha. Rồi tay dài caro quá đẹp luôn. 40 đến 56 ký.
Rồi 40 đến 56 kg. Mình vừa nhận hai áo khoác xong, đẹp xuất sắc mà mặc vừa như mai số đo của mình vậy. Cảm ơn chị Hằng Đỗ. Tay dài vàng Nguyễn Phương Thảo. Quỳnh Hoa Hà Thị. Điện thoại giao hàng không nghe máy, hai đơn hàng trả về rồi không bán nữa ha. Hà Vi Mai tay dài hồng, rồi tay dài là 115.000. Rồi chốt đơn tay dài caro. Tay dài caro nha. 40 cho đến 56 kg. Tay dài caro cho Hằng Chuông 115.000 nha, khớp tay dài xin 115.000 thôi. Quá đẹp luôn. Tay dài caro khách rồi 40 cho đến 56 kg. Tay dài caro, đó, đẹp tuyệt vời luôn. Mẫu giống tí đang mặc nha, tay dài caro. 40 đến 56 kg là lấy thì chốt nhìn tiếp mã của mình, tay dài caro nha. 40 đến 56 kg. Rồi, tay dài vàng đi, trời bộ vàng quá đẹp. 40 đến 56 kg tay dài vàng. 40 đến 56 kg. Em nhận được hàng rồi, chất liệu với đường may thì đỉnh của đỉnh. Cảm ơn Trần Văn Liêm. Rồi, tay dài vàng đi khách. Trời đẹp xuất sắc, có 115.000 đang sale chất vải mango nha. Rồi, tay dài vàng. Rồi, Ngọc Hưởng kèm số điện thoại vô khách, mình khách mới kèm số mới chốt đơn được nha. Tay dài vàng 40 cho đến là 56 kg, quá xuất sắc. Rồi ai lấy thì chốt mình tí nha. Tay dài vàng nha, 40 đến 56 kg. Rồi tay dài caro thì cũng vậy, 40 đến 56 kg. Tay dài caro cho Mỹ Kiều. Tay dài 115.000, chất vải mango. Mỹ Kiều tay dài caro. Tay dài vàng cho Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền tay dài vàng. Tay dài vàng cho Thiên Nga. Rồi Thiên Nga có tay dài vàng. Rồi bây giờ tiếp qua tay dài khác nè. Tay dài trắng. Rồi đây khách ơi, mình ghi cho tiếp tay dài trắng. 40 đến 56 kg tay dài trắng. Rồi xin chào Nhung Chương. Tay dài vàng cho Bùi Kiệm. Rồi Bùi Kiệm có tay dài vàng 40 đến 56 kg một cỡ nha khách ơi. Rồi bây giờ tiếp qua tay dài trắng, cái quần nó viền nè. 40 đến 56 kg. Rồi quá xuất xinh luôn cả nhà. Có 115.000 thôi, chất mango nha. Chất vải mango nha, tay dài trắng. 40 đến 56 kg thôi Ngọc Mỹ ơi. Rồi, tay dài vàng cho Đem Lưu tay dài vàng. Rồi, hết hàng luôn nha. Hết tay dài vàng, bây giờ tay dài trắng. 40 đến 56 kg. Rồi, khách lấy nhìn tiếp nha. Tay dài trắng. 40 đến 56 kg. Tay dài trắng 40 đến 56 kg. Rồi, lấy thì ghi cho tiếp mã của mình, tay dài trắng. Áo khoác không có like khách. Tay dài trắng 40 đến 56 kg. Rồi cái này mình ghi cho tiếp là tay dài riêu đại đi ha. Hồi này mình ghi cho tiếp màu riêu đại đi. Tay dài riêu nha, 40 cho đến 56 kg. Bộ em mặc hết rồi chị. Rồi tay dài riêu nha, có quần viền ở dưới. Tay dài trắng Kim Ngoan Bùi. Rồi ok khách. 115.000, quá trời đẹp. Rồi, tay dài riêu 40 cho đến 56 kg. Tay dài riêu. Hôm nay em chỉ like đồ bộ thôi mấy chị nha. Hôm nay chỉ like đồ bộ thôi. 40 đến 56 kg. Rồi 70 kg không có khách. Tay dài riêu. Rồi Ngân Quỳnh lấy tay dài riêu. Ok Ngân Quỳnh. 40 cho đến 56 57 kg thôi. 40 đến 57 kg, bộ mặt hết. Tay dài riêu nha khách. Rồi 40 cho đến 57 kg một cỡ một nha. Rồi tay dài riêu. Một cỡ một, 40 cho đến 57 kg. Rồi khách lấy ghi cho tiếp tay dài riêu. Một cỡ một nha.
cá bông nè. Diễm My lấy tay dài riêu. Rồi ok Diễm My, tay dài riêu. Rồi đây tay dài hoa. Quá đẹp. Tay dài riêu Phạm Đông 40 cho đến 57 kg. Tay dài hoa đi khách. Quá đẹp luôn bông hoa. 40 cho đến 57 kg tay dài hoa. 40 cho đến 57 kg. Quá trời đẹp luôn á khách ơi. Tay dài hoa nha. 40 đến 57 kg. Đó, tay dài giống như tí đang mặc nha. Tay dài hoa 40 đến 57 kg. Tay dài hoa, rồi khách lấy giùm tí tay dài hoa. 40 đến 57 kg. Rồi tay dài chữ. Tay dài chữ 40 cho đến 57 kg, tay dài chữ. Quá đẹp cái mẫu chữ. 40 đến 57 kg. Rồi ghi giùm tí tay dài chữ nha, quần có viền phía dưới cho mình. Rồi lấy thì ghi giùm tí là tay dài chữ. 40 đến 57 kg. Tay dài hoa Diễm My. Rồi tay dài hoa Mùi Kiệm. Không có bán sỉ Thu Hương Nguyễn. Tay dài riêu Anna Hala. Tay dài riêu. Tay dài hoa Thì Hương. Em mặc hết 70 kg không có. Phạm Đông tay dài hoa. Rồi không có bán sỉ nữa chị ơi. Tay dài chữ Thì Hương. Rồi hết riêu rồi khách, hết riêu rồi. Tay dài chữ Anna Hala xả đi. 40 cho đến 57 kg, 59 kg xả đơn. Anna Hala mới bộ nãy xả đi. 40 cho đến 57 kg. Anna Hala xả đơn. Rồi tay dài riêu chốt cho chị khác nha. Tay dài riêu Trang Lê. Trang Lê có tay dài riêu nha Trang Lê. Rồi 40 đến 57 kg. Ship tỉnh 30, Sài Gòn 20, hai bộ trở lên mới ship nha, năm lưu rồi. Tay dài chữ Trần Thị Minh. Tay dài hoa hết hàng. Rồi em còn tay dài chữ 40 đến 57 kg. Tay dài chữ hết hoa, hết hoa nha. Rồi tay dài đen có mấy bộ thôi nè, đẹp quá trời. 40 đến 57 kg tay dài đen. Một cỡ một nha khách, một cỡ một. 40 đến 57 kg. Mình ghi cho tiếp là tay dài đen. Rồi tay dài giá là 115.000. Tay dài giá là 115.000 nha. Rồi tay dài đen giùm tiếp. 40 cho đến là 57 kg thôi khách ơi. Rồi tay dài đen giùm tiếp. 115.000 giá đang sale. Tay dài riêu hết hàng. Tay dài đen 40 đến 57 kg. Tay dài đen. Rồi tay dài đỏ. Tay dài đỏ 40 đến 57 kg. Trời ơi quá đẹp. Tay dài đỏ luôn 40 đến 57 kg. Tay dài đen cho Thùy Hương. Rồi Thùy Hương có tay dài đen. Tay dài đỏ nha 40 đến 57 kg. Rồi tay dài riêu hết hàng. Tay dài đỏ Nguyễn Phương Thảo. Rồi tay dài đỏ chốt cho Nguyễn Phương Thảo. Tay dài đen cho Nguyễn Huyền. 40 đến 57 kg. Rồi Liễu Chương đúng mã nha khách. Tay dài đỏ nha. Tay dài đỏ. Rồi tay dài đỏ 40 đến 57 kg. Rồi mã của mình là tay dài đỏ nha cả nhà. 40 đến 57 kg. Giá là 115.000. Rồi tay dài đỏ 40 đến 57 kg giá là 115.000. Tay dài đỏ 40 đến 57 kg. Mấy chị ơi nghe em đọc đi mấy chị. Em có một cỡ 40 đến 57 kg. Đó, cho nên là mấy chị đừng có kêu em lấy 60 67 kg nha. Em có một cỡ thôi mà nghe rõ là mình hãy đặt. Tay dài đỏ cho Phúc Lộc. Rồi 40 đến 57 kg. Tay dài đỏ Trần Thị Minh. Rồi 40 đến 57 kg nha, một cỡ một thôi. Rồi tiếp tục mã của mình là tay dài đỏ. Còn một bộ.
40 đến 57 kg rồi. Bây giờ tay dài là tiết hết, tiết sẽ dơ lại một cái cho chị nào. Mình chốt thì mình chốt để tiết qua tay ngắn, rồi tiết qua quần lửng, tiết qua quần đùi. Tiết không có bán sỉ, Thu Hương Nguyễn, tiết không có bán sỉ. Rồi, tay dài đỏ. Kim cương trần không nghe máy, bây giờ mua hàng thì cọc lại mới chốt. Tay dài đen. Tuyết nghe có tay dài đỏ. Rồi, tay dài đen 115.000 đang sale. Chất vải mango tay dài đen. Rồi, giơ lại tay dài nha, tay dài là hết nha. Có mấy bông thôi. Rồi, tay dài chữ 40 đến 57 kg tay dài chữ. Rồi, tay dài trắng 40 đến 57 kg tay dài trắng. Rồi lấy nhìn tí tay dài trắng 40 đến 57 kg. Tay dài caro. Rồi tay dài đỏ hết hàng, vải mango. Rồi tay dài đen, liễu trương tay dài đen. Rồi tay dài trắng chốt cho Diễm My. Rồi cái này mình ghi cho tiếp là tay dài caro 40 cho đến 57 kg tay dài caro nha. 40 cho đến 57 kg tay dài caro, mã này caro nha. Có tay ngắn tiếng mới like, tiếng mới sen kẻ tay dài. Rồi tay dài hồng 40 đến 57 kg. Đó tay dài thì tiếp hết bông rồi cho nên là tiếp dơ lại cho chị nào mình chốt. Thì mình chốt ha. Mình một lát tiếp qua tay ngắn. Rồi chút hồng mấy tay dài trắng. Rồi tay dài trắng là anh này. Tay dài trắng 115.000. Rồi cái này mình ghi cho tiếp là tay dài vàng bộ mặt hết hàng. Bộ mặt hết hàng, bộ mặt là đang dơ mấy cái bông còn lại. Rồi tay dài vàng, vàng là theo vàng này nha. Rồi 40 cho đến là 57 kg tay dài vàng. Rồi tay dài biển, màu xanh biển. Tay dài biển, rồi khách lấy ghi dùm tiếp nha. Đó, tay dài là tiếp có nhiều bông thôi. Bây giờ tiếp qua tay ngắn rồi. Xong rồi tiếp sẽ qua quần lửng. Rồi bây giờ tiếp qua tay ngắn lại cho mình. Chút hồng tay dài trắng lấy rồi. Tay dài caro bụi cẩm ly. Tay dài caro bụi cẩm ly. Hà Vi Mai tay dài trắng dồn đơn. Rồi hiện tại là hết trắng nha, tiếp còn tay dài chữ nha. À xin chào Võ Thảo Sương. Tay dài caro cho Hoa Vũ. Rồi Hoa Vũ có tay dài caro. Tay dài vàng cho Liễu Chương. Rồi Liễu Chương có tay dài vàng là hoa vàng này nha. Rồi. Rồi bây giờ qua tay ngắn nha. Ui ui lộ hàng. Rồi bây giờ qua tay ngắn. Tay dài vàng cho Diễm My. Diễm My tay dài vàng. Tay dài biển Tuyết Mai. Tuyết Mai tay dài biển 115.000 thôi, thích thôi. Hết trắng rồi chị. Hết trắng rồi. Tay dài hồng, tay dài chữ và tay dài xanh biển. Rồi bây giờ qua tay ngắn rồi. Rồi trắng vàng hết. Trắng vàng hết. Rồi mình ghi cho tiếp là dài đen nha. Dài đen. Dài đen nha. Cái này tay ngắn. Tay ngắn là 110.000 nha. Tay ngắn 110.000 mình ghi cho tiếp là dài đen. Dài đen nha. Để tiếp hai dài đen cho mọi người xem. Dài đen để tiếp hai dài đen.
Rồi dài đen. Dài đen 110.000, 40 đến 56 kg. Rồi dài đen cổ nè. Rồi dài đen cho Phúc Lộc bộ mặt. Bùi Kiệm lấy thêm tay dài hồng. Rồi Bùi Kiệm lấy thêm tay dài hồng. Rồi dài đen khách ơi. 40 đến 56 kg mã của mình là dài đen, giá là 110.000 thôi. Tay ngắn 110. Hồi nãy tay dài là 115 nha, cái này tay ngắn 110 nha. Rồi ghi cho tiếp này. Dài đen. Không có lớn chị, tiếp không có bán size lớn. Mẫu cao 1m6 50 kg. Mẫu cao 1m6 50 kg. Nguyễn Huyền lấy dài đen. Tay dài đen không có chị. Cái này là dài đen là tay ngắn nha, không có tay dài đen ở đây nha chị. Tay dài đen. Rồi đây chị ơi, Phạm Đông nè, phải chị lấy bộ này không chị? Tay dài đen nè, phải không chị? Chị Phạm Đông ơi, phải thì ok giùm em cái nha. Dài đen cho Hoa Nắng. 65 kiếp chứ không có khách. Rồi hết dài đen nha. Rồi Bùi Kiệm, chị ơi mình khách mới á, bên Tiết sẽ gọi chốt đơn, nếu mà chị nghe máy thì mới gửi hàng cho chị được nha. Hết dài đen rồi khách ơi. Bây giờ cái này mình ghi cho Tiết là dài riêu. Dài lá đậm đi, dài lá đậm nha. Cái màu này là không phải đen mà này màu lá đậm. Dài lá đậm. Dài đen tay ngắn hết rồi khách, hết rồi nha. Hết dài đen, cái bộ em mặc đó là dài đen em hết thì cũng có 3 bộ thôi. Bây giờ em qua cái này là dài lá đậm. Rồi em sale có 110.000 thôi. Em bán 120, hôm nay em xuống giá có 110.000 thôi mấy chị. Rồi ghi cho tiếp nha, dài lá đậm 2 bộ thôi nè, không có nhiều mấy chị, tải này sale rồi còn ít ít em sale vốn á. Rồi chốt đơn dài hoa. Dài hoa khách ơi. Dài hoa giùm tiếp nha. Rồi ok chị Phạm Đông. Dài lá đậm cho Nguyễn Huyền. Rồi dài hoa có một bộ thôi khách. Ngân Quỳnh lấy dài lá đậm. Rồi ok Ngân Quỳnh. Rồi hết lá đậm luôn nha khách ơi. Rồi dài hoa. Dài hoa nè khách. Rồi dài đen hết hàng. Dài hoa giùm tiếp nha. Dài hoa cho Thi Lê. Dài lá đậm hết rồi khách. Cái này à, mỗi thứ em còn ít thôi cả nhà. Mình gán chốt giùm em nha. Rồi ghi cho em dài đỏ. Rồi 56-57 phía trên là mặt được. Dài đỏ Thị Hương không có nha khách ơi. Thị Hương mình chỉ có 3 bộ thôi nha. Chị chỉ có 3 bộ thôi chị. Rồi mấy chị gán chốt mình tiếp. Mấy cái này thì tiếp có ít thôi. Mỗi thứ 1-2 bộ à. Mình ghi cho tiếp là dài đỏ. Mình ghi cho tiếp dài đỏ nha. Rồi 56-57 phía trên là 40 kg trở lên, nói chung là một cỡ một bà khách ơi, không có lớn nha, không có lớn. Rồi dài đỏ. Thì Huy Lê dài đỏ. Tay dài hoa hết rồi chị, hết tay dài hoa rồi chị ơi. À dài đen còn nè, cả nhà còn sót rồi nè. Dài đen giống tiết mặt còn sót lại nè. Dài đen nha, mình ghi cho tiếp là dài đen đó, mình ghi lại giùm tiếp đi, cái này còn sót mà. Rồi cái này thì 57 phía cho là dài xanh đen. Dài xanh đen. Rồi Võ Huệ không có 70 kg chị. Rồi bộ mặt dài đen. Nguyễn Thị Lan Phương dài đen nha. Rồi hết bộ mặt nha, dài đen còn một. Rồi hết dài đen luôn. Rồi dài xanh đen. Hết dài đỏ, mỗi thứ có một. Rồi mình ghi cho tiếp là dài xanh đen 40 cho đến 57 kg. Rồi cái này ở dưới nó có viền heo áo. Rồi khách lấy ghi dùm tiếp dài xanh đen. Chất măng gồ nha khách ơi, dài xanh đen. Mỗi thứ còn một nha. Xả có 110 thôi. Rồi mình ghi cho tiếng là dài xanh đen. Rồi bộ mặt hết nha. Bộ mặt hết rồi mấy chị. Xanh
Hoa Thị Kim Đỗ kèm số điện thoại vô khách. Mình người mới thì kèm số vô nha. Dài kem, dài kem. Khách mới mã cộng số điện thoại mới chốt hàng được nha khách. Mã này ghi dùm tiếng là dài kem, màu kem ha. Rồi 57 phía trên là. Rồi dài kem, dài kem. Cái này có túi, cái này có cái túi áo, hai túi quần. Nha, một túi áo, hai túi quần. Rồi dài xanh đen, dài kem. 40 đến 57 kg chị Phạm Điểm. 40 đến 57 kg. Hoa Thị Kim Đỗ. Rồi dài xanh đen. Rồi Phạm Hợp. Thấy nha nhưng mà bộ đó tiếc hết rồi, không có đọc tên khách được. Dài chữ. Rồi 57 kg trở lại dùm tiếp nha, dài chữ. Giá là 110.000 đang sale. Chất vải măng gồ. Rồi ghi cho tiếp là dài chữ. Dài kem và dài chữ nha. Dài kem và dài chữ. Rồi mấy mã kia là hết rồi nha. Dài kem, dài chữ. Rồi dài trắng. Màu trắng luôn nha. 40 cho đến 56 kg. Dài trắng. Dài chữ cho Phụng Nguyên. Rồi Phụng Nguyên dài chữ. Rồi khách ghi dùm tiếp dài trắng. 40 đến 56 kg dài trắng. Quá xá đẹp luôn. Dài trắng nha. Trắng này là quần không có viền, nó chỉ viền mỏng như thế này thôi. Rồi dài trắng 40 cho đến 56 kg. Rồi ghi cho tiếp là dài trắng. Dài kem, dài trắng. Dài kem cho Cẩm Duyên, bộ mặt hết rồi chị. Dài kem cho Cẩm Duyên. Dài trắng nó quanh mùi. Thùy Hương không có chị. Có là đọc tên chị, mình mua hàng mình để ý nha. Có đọc tên là có, còn không đọc là không có. Rồi 40 đến 57 kg. Tay ngắn 110.000 đang sale. Rồi ghi lại dùm tiếng là dài đen chữ. Dài đen chữ. Dài đen chữ nha khách. 40 đến 57 kg. Rồi mình ghi cho tiếp dài đen chữ. Rồi dài trắng 2 đi, hồi nãy trắng rồi. Cái này dài trắng 2 nha, 40 đến 56 kg. Thì Hương dài đen chữ. Rồi em chào chị Thi Hà. Dài trắng 2. Rồi ghi dùm tiếp dài trắng 2 nha, dài trắng 2. 40 đến 56 kg. Rồi mã của mình dài trắng 2, quá trời đẹp nè. Rồi dài trắng 2 nha, 40 đến 56 kg dài trắng 2. Rồi bộ này size lớn xíu nè. Dài xanh nè, dài xanh đại nha. Cái này tầm 63 cái chứ là 63 65 cái à. Dài xanh đại. 63 65 cái chứ là dài xanh đại. Rồi 63 65 cái chứ là tiếp bộ này là size đại nha, dài xanh đại. 63 65 cái chứ là. Rồi dài trắng 2. Dài trắng 2 40 cho đến 56 kg. Dài trắng 2. Rồi Phạm Hợp có dài trắng 2. Phạm Hợp dài trắng 2. Kim Ngoan Bùi dài xanh đại. Đây dài đen, dài đen. Mình ghi cho tiếng là dài đen chữ lại nha. Dài đen chữ 40 đến 56 kg. Dài đen chữ 40 đến 56 kg. Dài đen chữ 40 đến 56 kg. Dài đen chữ. Rồi dài đen hoa 40 đến 56 kg. Dài đen hoa. Quá đẹp luôn cả nhà. Dài đen chữ, dài đen hoa. Dài đen chữ Thi Huy Lê. Rồi dài đen hoa, dài đen hoa. Rồi mình ghi cho tiếp là dài hoa nhí. Bộ mặt em hết.
đang lai vả măng gồ, dài đen hoa, dài đen hoa, dài hoa nhí, vàng viện, dài đen hoa, dài hoa nhí, dài hoa nhí, 40 đến 56 kg dài hoa nhí, dài hoa nhí. Rồi mai có dài hoa nhí, mai có dài hoa nhí. Rồi cái này chốt cho tiếng là dài nhí 2, dài nhí 2 nha, là hoa nhí. Dài nhí 2 nha, 40 cho đến 56 kg, dài nhí 2 đi khách ơi. Dài nhí 2. Quá dễ thương luôn, dài nhí 2 nha. Dài nhí 2. 40 đến 56 kg dài nhí 2. Phan thì cúc có dài nhí 2 rồi, ok khắp. Rồi, mai có dài nhí 2 rồi, hết dài nhí 2. Toàn viện gửi luôn, ok. Rồi, cái này mình ghi cho tiếng là dài hồng. Dài hồng nha. Rồi, châu hè không có đọc tên là không có nha khắp. Rồi, mình ghi cho tiếng là dài hồng 40 đến 57 kg. Cái này là cổ hai lá nha. Đó, cổ hai lá. Rồi dài hồng 40 đến 57 kg, cổ hai lá nha. Xả luôn 110. Phi lê lấy dài hồng, rồi ok, phi lê dài hồng. Rồi mình ghi cho tí là dài xanh. 40 đến 57 kg, rồi cổ hai lá luôn nè. Dài xanh. 40 đến 57 kg, rồi ghi cho tí là dài xanh. Rồi dài xanh nha. 40 đến 57 kg dài xanh. 40 đến 57 kg dài xanh. Phương Phương có báo đi đơn không? Mình khách cũ có địa chỉ nha, khách có kêu gửi luôn khỏi gọi không? Tại vì thường mà khách kêu gửi luôn khỏi gọi là không có gọi. Dài xanh vỏ thanh tuyền. Rồi ok, vỏ thanh tuyền dài xanh. Rồi dài biển hết rồi. Rồi đẹp quá đẹp, cổ hai lá. Dài biển. Rồi chốt đơn dài biển. Chốt đơn dùm tiết dài biển nha, dài biển. Mỗi thứ một bộ mình chốt lại dùm tiết nha cả nhà. Rồi dài biển nha, đùi có. Đùi có, lửng có, chưa có like tới. Đùi có, lửng có, chưa có like tới khách rồi. Rồi mình ghi cho tiết dài nâu, nâu này to hơn xíu nha. Dài biển cho Nguyễn Thanh Trúc. Nâu này to hơn, nâu này 58 kg trở lại nè. Đó, đẹp tuyệt vời, dài nâu 58 kg trở lại dùm tiếp nha. Rồi, đó, đẹp tuyệt vời luôn, dài nâu 58 kg trở lại. Đó, hôm nay sale luôn. Chị Nguyễn Lan Chi có dài nâu. Rồi, ok chị, hết nâu, có một bộ nâu. Dài xanh, xanh dương nha. Dài xanh dương 58 kg trở lại. Cái cổ bị gì? Dài nâu hết, dài xanh dương. Rồi, dài xanh dương 58 ký chưa? Rồi, chị Nguyễn Hậu ơi, mình để ý giùm em đi chị. Không có đọc tên là không có đồ. Mình để ý xíu nha mấy chế. Dài xanh dương cho Ngân Kim. Khi nào mình nghe đọc tên mình là có, không có đọc là không có nha. Rồi dài nâu 2 58 kg cho lại. Dài nâu 2. Dài nâu 2 nha khách. Rồi dài nâu 2. Rồi 58 kg cho lại. Dài nâu 2. Dài trắng. Quá đẹp luôn. 58 kg trở lại. Dài trắng. Quá trời đẹp luôn, dài trắng nha. Dài nâu 2, dài trắng 58 kg trở lại. Dài nâu 2 cho chị Nguyễn Lan Chi. Rồi, tiếp còn dài trắng. Phan Thị Cúc có dài trắng.
Rồi cái cộng bộ dài trắng nha, cái cộng bộ dài trắng. Rồi dài hồng, quá đẹp luôn. 58 ký cho lại dài hồng. Rồi tiếp còn bộ dài hồng. Dài trắng cho Thi Hà, Thi Hà dài trắng. Rồi dài hồng. 58 ký cho lại dài hồng, quá trời đẹp. Ngân Kim lấy dài hồng. Rồi Ngân Kim khách mới 5 bộ rồi, khách mình mua thêm mình cặp cho tiếp nha. Rồi dài hồng. Thi Hà có dài hồng. Rồi tiếp hết hồng luôn nha. Rồi dài đen luôn khách. 58 chứ cho lại dài đen. Cái này nó có hai cái túi nè. Rồi khách lấy ghi dùm tiếp dài đen. Chị Nguyễn Hoan Chi khách cũ gửi luôn. Rồi mình ghi cho tiếp là dài đen nè. 58 chứ cho lại dài đen nha. Dài đen 58 chứ cho lại. Dài đen Phan Thị Cúc. Rồi hết dài đen luôn nha. Khoan cái này còn mấy bộ like luôn. Rồi mình ghi cho tiếp là dài trắng chữ nha. Dài trắng chữ 58 ký cho lại. Rồi ghi dùm tiếp dài trắng chữ 58 ký cho lại. Rồi ghi dùm tiếp dài trắng chữ 58 ký cho lại. Quá trời đẹp. Rồi dài trắng chữ và dài đen chữ nha, còn hai màu. Dài trắng chữ, dài đen chữ 58 ký cho bạn. Rồi dài trắng chữ và dài đen chữ. Rồi khách lấy đi đúng mã nha, dài trắng chữ, dài đen chữ 58 ký cho bạn. Rồi dài trắng chữ, dài đen chữ 58 ký trở lại. Rồi ghi cho tiếp là dài xanh 58 ký cho là dài xanh. Rồi khách lấy ghi dùm tiếp dài xanh 58 ký cho là dài xanh. Vải măng gồ chị. Rồi tay ngắn 110.000 khách. Em có ghim ở dưới đó mấy chị. Dài xanh 58 ký cho là dài xanh. Rồi dài đỏ 58 ký chưa là dài đỏ. Tay dài like hết rồi chị. Tay dài em like qua rồi chị. Rồi dài đỏ nha 58 ký chưa là dài đen chữ. Dinh Tiết Kha, Dinh Tiết Kha dài đen chữ. Rồi dài đỏ bộ mặt hết rồi chị. Dài đen chữ Hoa Trần, Hoa Trần dài đen chữ. Dài xanh cho Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc dài xanh. Dài đỏ cho Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn dài đỏ. Rồi Nguyễn Nguyễn dài đỏ, hết đỏ, hết đỏ. Cái này khách kia cho biết dài đỏ 2 đi, nó màu đỏ mà kiểu khác. Rồi dài đỏ 2. Rồi không có size lớn khách, tiết chỉ bán một cỡ. Rồi 57 58 ký cho là 57 ký cho. Dài đỏ 2. Dài đỏ 2 giùm tiết. Có lửng tiết chưa có like tới lửng. Mới like dài chưa có lửng. Dài hoa cúc. Dài đỏ 2 cho Sương Nguyễn. Rồi Sương Nguyễn có dài đỏ 2. Dài hoa cúc. Quá đẹp luôn. 57 ký cho là dài hoa cúc. Đẹp lắm cả nhà. Rồi cả nhà ghi dùm tiếp dài hoa cúc. 57 ký cho là dài hoa cúc. Rồi dài đen đi, cái này mình ghi tiếp dài đen. Kim Ngoan Bùi dài hoa cúc.
dài xanh lan Bích Nguyễn hay chị, còn sót toàn bộ. Rồi lan Bích Nguyễn dài xanh. Rồi cái này mình ghi dài đen nhìn tiếp luôn cũng được, mình ghi cho tiếp dài đen cũng được, cái nền đen ha, dài đen. Rồi dài đen cho Nguyễn Nguyễn, dài đen. Rồi dài đen 2. Cái này thì 56kg trở lại. Dài đen 2 56kg trở lại. Rồi dài đen 2 56kg trở lại. Dài đen 2 56kg trở lại. Rồi ôi quá đẹp luôn. Dài caro. Rồi 56kg trở lại. Dài caro. Dài đen 2 cho Thi Hà 56kg cho. Rồi dài caro. Dài caro khách ơi, 56kg cho lại. Dài caro. Quá đẹp luôn nha. Dài caro một tí. 56kg cho lại. Dài caro cho Phụng Nguyên. Dài caro. Dài đen hoa 58kg cho lại. Dài đen hoa 58kg trở lại khách. Dài đen hoa. Quá đẹp luôn á. Rồi sale 110.000, quá trời rẻ luôn. Dài đen hoa. Dài biển 58kg trở lại. Dài biển. Đó, cái này mình có hai cái túi áo và hai túi quần. Dài đen hoa và dài biển. Rồi quanh đổ có dài đen hoa. Quanh đổ dài đen hoa. Rồi dài biển. Rồi chị Thi Hà có dài biển. Dài ngọc. Dài ngọc này khách 58kg cho lại. Dài ngọc màu xanh ngọc. Rồi áo mình có hai cái túi nha. Rồi mình ghi cho tiếp là dài ngọc màu xanh ngọc. Quá xá đẹp luôn. Mình ghi cho tiếp là dài ngọc nha. 58kg chứ là. Dài ngọc. Rồi quá xá đẹp luôn. 58kg chứ là. Dài đen. Dài ngọc cho Hương Mai. Hương Mai dài ngọc. Rồi mình ghi cho tiếp là dài đen 58kg cho lại. Dài đen. Đây 58kg cho lại. Rồi mình ghi dùm tiếp là dài đen nha. 58kg cho lại. Rồi dài đen bi. Đó chấm bi như thế này. Hồi nãy là dài đen, còn cái này dài đen bi. 58kg cho lại. Quá trời sang luôn. Rồi đây là dài đen bi nha. Dài đen bi 58kg cho lại. Cái kia là dài đen. Dài dương khách ơi, màu xanh dương 58kg cho lại. Dài dương. Dài đen cho chị Hoa Trần. Hoa Trần dài đen. Rồi tiếp còn dài đen bi cho chị Hoa Thị Kim Đỗ. Rồi ok chị. Rồi dài dương Quỳnh Tiên, dài xanh dương. Rồi dài hồng. Hết dương, đây còn màu hồng. Dài hồng 58kg chứ. Dài hồng. Rồi ghi dùm tiếp mã của mình. Dài hồng 58kg chứ lại. Dài trắng này 56kg chưa. Dài trắng 56kg chưa. Quá trời đẹp. Dài trắng nha 56kg trở lại. Dài trắng 56kg trở lại. Rồi lấy ghi dùm tiếp nha. Dài trắng 56kg trở lại. Mã của mình là dài trắng. Chị Phạm Sương ơi, chị đọc ghim dùm em đi chị. Mình đọc ghim ở dưới đi chị. Rồi dài trắng cho Sương Nguyễn.
Rồi em quay lại mấy bộ dài em qua lửng nha. Ai dài em còn mấy màu này rồi em qua lửng lại nha. Dài là em hết mẫu ha. Em sẽ qua lửng nha cả nhà nha. Rồi đùi nữa. Nguyễn Ngọc lấy dài hồng. Hết trắng. Rồi bây giờ khách ghi cho Tiếu là dài. Dài xanh nha, màu này màu xanh đậm. Dài xanh đậm. Rồi 40-56kg dài xanh đậm. Em quay lại mấy bộ dài xanh qua lửng này nha. Đó, dài là em hết mẫu hả. Rồi dài xanh đậm. Dài xanh đậm 40-56kg. Rồi ghi dùm tiếp là dài xanh đậm. Đó, quay lại dài một cái là qua lửng luôn nha. Rồi dài đỏ 40-56kg dài đỏ. 40-56kg. Trời ơi quá đẹp luôn dài đỏ nha. 40-56kg dài đỏ. Chuẩn bị qua quần lửng nha. Rồi quần đùi nữa. Rồi dài sọc 40-56kg dài đỏ chưa Hương Mai. Dài xanh đậm Vinh Tiết Kha. Rồi đây dài đỏ. Dài xanh đậm cho chị Hoa Trần. Rồi dài xanh đậm cho Phương Liên. Cái này mình ghi cho Tiếp là dài sọc. Một bộ một nha khách. Dài xanh đậm cho Vũ Huế. Vũ Huế dài xanh đậm. Rồi cái này mình ghi cho Tiếp là dài sọc. Dài sọc. Rồi 40-56kg dài sọc. Dài xanh đậm như Nguyễn Thanh Trúc. Dài xanh đậm Nguyễn Thanh Trúc. Dài xanh đậm Quanh Đổ. Dài sọc. Sọc sọc như thế này. Rồi dài hồng theo cái cổ ha. Dài hồng 40-56kg dài hồng. Quá trời xinh luôn. Cái bộ này đẹp nha. Bộ này mặc lên sang lắm luôn á. Nó loang màu nha cả nhà. Rồi mình ghi cho Tiếp là dài hồng. Rồi dài chữ. Dài chữ 40-56kg dài chữ. Rồi ghi cho Tiếp là dài chữ. Dài chữ nha. 40-56kg dài chữ. Rồi dài đen. Dài đen 40-56kg dài đen. Rồi ghi cho Tiếp là dài đen nha. 40-56kg. Nguyễn Hậu lấy dài hồng. Nguyễn Hậu dài hồng. Dài chữ Danh Nguyễn. Danh Nguyễn dài chữ. Rồi dài đen nè. 40-56kg dài đen. Rồi quần nó viền ở phía dưới nha khách. Rồi ghi dùm Tiếp là dài đen. Rồi dài trắng. Trắng này loang màu. Dài trắng nha. 40-56kg dài trắng. Đó, viền ở phía dưới. Rồi lấy dùm Tiếp dài trắng nha. 40-56kg. Rồi Vinh Tiết Kha ok nha. Ok khách cũ. Rồi dài trắng. Dài trắng. Dài chuột. Rồi ghi cho Tiếp là dài chuột nè. 40-56kg. Dài đen cho Danh Nguyễn. Dài đen cho Danh Nguyễn. Dài chuột 40-56kg dài chuột. Đây dài chuột nha. Dài chuột 40-56kg. Rồi Dương Hoa Lê mua hàng kèm số. Trần Thư.
lấy dài trắng, rồi Trần Thư có dài trắng, rồi dài đen cho vỏ luôn, bộ mặt hết. Nguyễn Hùng bơm hàng không có bán nữa. Nguyễn Hùng đặt hàng xong rồi nói nhỏ cháu nó đặt không biết gì hết. Dài chuột cho quanh mùi. Rồi đang like 110.000, tay ngắn 110.000 nha chị. Rồi chi cho tiếp nè, dài trắng 2, dài trắng 2. Rồi ghi dùm tiếp, dài trắng 2. 40-56kg, 40-56kg dài trắng 2. Hết chuột, hết chuột. Rồi còn mấy bộ tay dài, tiếp quay lại cái tiếp qua quần lửng nha khách. Đây mấy bộ tay dài có còn 4 bộ tay dài thôi, tay dài thì 115.000. Tiếp sẽ qua lửng nha. Tay dài biển 40-56kg, 115.000 tay dài. Rồi tay dài biển, hết caro rồi chị. Rồi hết hàng rồi nha, em qua mấy bộ tay dài son qua quần lửng, là quần dài em hết rồi, em không có quay lại nữa nha. Rồi đây tay dài hồng theo cái cổ 40-56kg tay dài hồng, giao hàng đó cô, áo khoác đó. Tay dài hồng 40-56kg và tay dài chữ 40-56kg tay dài chữ. Rồi đây nha, tay dài em còn 3 màu. Tay dài chữ, rồi 40-56kg. Rồi bây giờ tiếp qua quần lửng nha, tiếp qua quần lửng. Cái gì hồi nãy tiếp nói với Phương rồi đó. Cái này là của Trang. Còn này là dao mà của ai giao? À này Hiền giao hả? Rồi Hiền vậy là có cái áo thun thôi à. Rồi chốt đúng mã giùm em nha. Tay dài chữ nghi phụng. Chị Nguyễn Hùng ơi, chị đừng ăn nói vậy, chị đặt cho đã rồi, bây giờ á giao thì chị nói á, cháu chị đặt chị không biết gì hết, mình lớn rồi, mình đâu phải con nít đâu chị. Chị đặt số điện thoại của chị, Facebook của chị, chốt đơn ok rồi giao tới nơi, chị nói là chị không biết, cháu chị đặt nói vậy sao nói được. Tay dài chữ nghi phụng. Lớn hết rồi, đâu phải nít đâu mà đặt cho đã rồi đổ thừa người này người kia. Dương Huy mua hàng lên số đi khách. Dài chuột hết nha. Rồi mua hàng lên số giùm tiếp nha. Ủa bên em đâu có cho thử đâu mà bây giờ chị Nguyễn Hùng chị còn lòi ra cái vụ mà thử hàng nữa. Bên em bán hàng giao tới nơi mở ra xem ai cho thử mà đòi thử. Đó bây giờ lòi ra nữa, vừa bơm hàng rồi vừa đổi thừa người khác rồi vừa đòi thử nữa. Trời ơi chị, mình lớn rồi chị, mình mua hàng mình thông minh chút xíu chị nha, mình mua văn minh chút xíu chị, mình mua lịch sự chút xíu chị. Ai bán mà cho chị thử hàng đó giờ em like, em có bao giờ em nói giao tới nơi cho chị thử hàng không? Mà bây giờ á giao tới nơi thì nói nhỏ cháu đặt không biết gì hết không nhận. Đây thứ hai là bây giờ hả, nó không thử sao nó nhận, mình càng nói mình càng sai nha chị đó. Mình rút kinh nghiệm đi chị ơi, bên em á là rất nhẹ nhàng với chị nhưng mà chỗ khác người ta không có nhẹ nhàng với chị đâu nha chị. Rồi Trần Thư mình ghi đúng mã nha, mình ghi mã như vậy rồi mình không có chốt được cái gì hết nha khách. Tay dài hết hàng rồi, còn có mấy bộ thôi. Diên Hoàng bên Tiết Lặc một bộ không có gọi chốt, hai bộ trở lên. Đó, mình lớn rồi, mình mua hàng cho đàng hoàng, đừng có kiểu mà mua cho đã rồi giao tới nơi thì nói nhỏ cháu nó đặt không biết gì hết. Trong khi ở đây bên em gọi chốt đơn số điện thoại của chị, địa chỉ của chị,
Rồi bây giờ đó, nấu cho đã ra thì còn đòi thử nữa đó chị Trầm Mai. Chị khách quen ở ngoài chị thấy làm sao chị? Của hàng bên em đâu phải ít đâu chị, một cái đơn hàng 9-10 bộ, giao tới nơi chốt đơn rồi ok nha. Giao tới nơi nó nhỏ cháu nó đặt không biết gì hết trơn á. Nhỏ cháu nào mà lấy số điện thoại, lấy Facebook của chị xài. Mình lớn rồi, mình nói làm sao để cho em nể chị nha, chứ đừng có nói kiểu đó là em khinh lắm á. Lớn phải nói để cho nhỏ nó nể. À, chị lấy mấy lần nhưng mà sao chị dở trứng vậy? Chị lấy cho đã, chị dở trứng. Chị nói giờ chị mua hàng rồi cho nên em mới chốt 9-10 bộ cho chị, chứ thử chị mới có ai dám chốt cho chị 9-10 bộ không. Mà giao tới nơi á, thì chị nói là bây giờ chị không biết gì hết, cháu chị đặt chị không biết. Trong khi đó chị mua hàng bên em rồi, chị cũng nói chung chị càng nói chị càng sai chị ơi nha. Mình mua hàng không có ai tự động nhào vô lấy cái Facebook của chị mà đi đặt hết trơn á. Chị gửi địa chỉ cũ cho em. Em Hương Mai ơi, bây giờ là địa chỉ lưu trên máy á, là Định Quán Đồng Nai. Và bây giờ đổi qua địa chỉ Bến Tre rồi ghi địa phương. Đó, cho nên là chị Nguyễn Hùng chị sai lắm luôn chị. Sai rất là sai luôn nha. Em nói ở đây để cho chị hiểu, để lần sau chị rút kinh nghiệm, chị mua chỗ khác chị đừng có làm như vậy với người ta. 9-10 bộ đồ không phải là 2-3 bộ. Mua tới nơi thì nói là cháu đặt không biết gì hết. Rồi bây giờ nói ra thì nói con nhỏ cháu nó không có nhà, nó không có nhà, nó không thử thì làm sao nó lấy. Càng nói càng sai nha. Đó, mình về mình nhìn nhận là bản thân của mình đi, để mình đi mua chỗ khác mình không có sai phạm nữa. Em là em rất là nhẹ nhàng với chị, em chỉ khuyên chị thôi. Mình mua hàng mình lịch sự văn minh. Đó, cho nên là những chỗ khác có những chỗ nó không có nhẹ nhàng như em nha chị. Mình nói là mình sai, mà mình lớn mà mình sai á thì em út nó không có nể, nó cười vô mặt mình. Mua hàng 9-10 bộ đồ giao tới nơi nó không biết gì không nhận, nói nhẹ nhàng một cái là xong, phủi bỏ trách nhiệm. Lớn rồi chị, lớn hơn em là biết là tuổi bao nhiêu rồi đó. Càng sai mà còn đôi co ở đây, không chịu mình sai. Bơm hàng người ta 9-10 bộ mà không chịu sai. Lớn rồi mà nói chuyện như con nít lên ba vậy đó. Đặt hàng 9-10 bộ giao tới nơi không nhận. Đó, đặt hàng 9-10 bộ phải ít không, mà giao tới nơi không nhận, còn bây giờ còn lên còn đôi co nữa. Mình sai thì mình im đi để cho người khác nói, mình biết mình rút kinh nghiệm. Còn sai mà còn nói nhiều, càng nói càng quá xa, càng quá sai càng đi xa. Em nói nhẹ nhàng lắm luôn á, những shop khác không có nhẹ như em đâu, nó chửi trên đầu nó chửi xuống. Bơm người ta 9-10 bộ mà vậy là quá nhẹ nhàng với chị rồi đó. Trời, bây giờ tiếp qua lửng đó, mình lớn hết rồi, thối thẳng ra luôn là mình già hết rồi mấy chị. Em ở đây em đã già rồi, mà khi em kêu chị là già hơn em rồi thì mình cư xử cho nó đàng hoàng chút xíu. Đừng có cái kiểu mà đặt đã đời 9-10 bộ giao tới nơi nó giờ không biết gì hết trơn á. À, nhỏ cháu nó lấy máy, nhỏ cháu nó đặt không biết gì hết trơn á, không nhận. Không biết cái đó là có ngày vỡ cái mỏ ra đó, cái mỏ mà không biết có ngày á. Rồi chị Nguyễn Hùng ơi, đúng chị, 100 người bán dạng người mua, mà cái dạng người mua như chị đó là có ngày chúng nó quánh vô mỏ chị nha. 100 người bán dạng người mua là đúng, nhưng mà mua như kiểu chị á
là có ngày mỏ chị phù, mỏ chị phù đấy chị ha. Ai mà chịu nổi chị, bơm hàng 9-10 bộ mà còn lên mà còn đôi co. Mua hàng cái kiểu như chị á, có tiền đi tới năn nỉ người ta cũng không mua nữa. Cái kiểu mà lớn mà không biết chuyện á. Rồi đây mấy chị ơi, tiếp qua lửng. Lửng tiếp sale 105.000 thôi. Lửng tiếp sale 105.000. Đánh cái luôn tao nè, thấy chưa? Lớn mà ăn nói thì chứ ăn nói càng ngày càng sai. Em vẫn chị với em với chị nha. Còn chị lớn mà chị mày tao mi tứ á, là em không có nói chuyện với chị nữa nha. Chị không có xứng tầm nói chuyện với em đâu. Đó, mày tao mi tớ á, thì đi ra ngoài, đi ra chỗ khác mà nói chuyện nha. Già rồi chị, ăn nói làm sao cho em út nó nể, cư xử sao cho người ta nể nang, đừng để người ta chửi vô mặt. Mà toàn là những đứa nó nhỏ hơn mình, nó chửi vô mặt mình, không có xấu hổ không? Không xấu hổ thì về nhà soi gương lại, soi cái bản mặt của mình nha, soi cái bản mặt của mình coi tại sao mình già mà mình để cho nhỏ nó chửi nha. Về soi gương lại, còn gương mà bị ố em cho một chai nước kiến về xịt cái gương cho nó sáng, nhìn cho rõ cái mặt của mình. Vinh quang gì mà già mà để cho nhỏ nó chửi cho mặt, vinh quang gì, xị cái gì, hãnh diện lắm không? Lóc luôn chị, lóc chi, dạng người đó lóc chi, chửi cho nghe chứ giờ lóc rồi đâu có chửi, đâu có nghe được à, dạng người đó không có lóc để chửi cho nghe, lóc dễ lắm. Già, già mà để con nít nó chửi, già mà để nhỏ nó chửi vô mặt, nhục, nhục, nhục lắm. Em mà như vậy em nhục dữ lắm mấy chị, nhục lắm. Rồi, ghi cho tí lửng nâu. Lửng nâu, lửng nâu dùm tiếp nha. Rồi, cái này 40 cho đến là 56-57kg. Lửng nâu, lửng nâu. Bơm hàng người ta mà còn lên đây mà nói còn đôi co, còn này kia cái nọ, còn mày tao mi tớ ở đây nữa. Rồi, lửng nâu dùm tiếp. Đi mua hàng mà để người ta chửi, nhục. Em thấy nhục dữ lắm. Mua hàng mà để người ta chào đón người ta hả, mời tiếp đón mừng rỡ này kia, thấy nó vinh hạnh, còn đi mua hàng mà để người ta chửi vô bản mặt, nhục. Rồi ghi cho tí lửng đỏ, lửng nâu cho Diên Hoàng, lửng nâu cho Bùi Loan đó. Mình có tiền mình đi mua, người ta phải là coi mình như thượng đế chứ không phải vô để cho người ta chửi vô mặt, nhục lắm chị, nhục lắm nha. Về soi gương lại đi nha. Đủ chưa? Hai bộ nâu đủ chưa? Dạ. Lửng đỏ cho Thì Hương, lửng nâu cho Bằng Lương. Rồi Trần Thư, chị em không có đọc cái nào mà xanh đậm dài hết chị, mình đặt nãy giờ em thấy sai mã hết trơn à, có mã nào đúng hết trơn á. Lửng đỏ. Rồi lửng nâu cho Hương Hoa, lửng nâu với Hương Hoa. Rồi lửng đỏ tiếp còn nha. 40 giờ đến 56-57kg lửng đỏ. Bằng Lương lấy lửng đỏ.
lửng nâu lửng đỏ, lửng nâu lửng đỏ. Rồi nuôi tròn lấy lửng nâu rồi ok. Rồi lửng đỏ 40 cho đến là 56-57 kg lửng đỏ. Hết nâu rồi chị Duy Nguyễn, hết nâu. Lửng đỏ cho Trần Thư, Trần Thư lửng đỏ. Rồi mình ghi cho tí là lửng đen, màu đen, lửng đen nha. 40 cho đến là 56 kg lửng đen. Rồi 40 đến 56 kg. À lửng nâu tiết hết, hết rồi nha. Bộ mặt lại lửng nâu là hết rồi. Rồi cái này mình ghi cho tí là lửng đen. 40 đến 56 kg lửng đen. Lửng đen 40 đến 56 kg lửng đen. Rồi Phạm Liên lấy lửng đen 4 ngày. À Kiên Giang chắc chưa tới đó. Xuân Yến thôi, gắng đợi 1-2 ngày nữa nha em. Lửng đen 40 đến 56 kg lửng đen. 40 đến 56 kg lửng đen. Rồi lửng ngọc màu xanh ngọc. Rồi hôm qua đang gọi á Hạnh Nguyên ơi, hàng hôm qua là đang gọi nha, để ý điện thoại dùm tiếp nha. Rồi lửng ngọc, lửng đen lửng ngọc 40 cho đến 56 kg lửng ngọc. Lửng đen cho nương tròn. Rồi ok nương tròn. Rồi lửng ngọc, lửng ngọc 40 đến 56 kg lửng ngọc. Màu ngọc đẹp quá thích. Lửng đen cho Loan Thang, Loan Thang lửng đen. Rồi lửng ngọc, màu ngọc đẹp nè. Rồi áo là có túi, quần có hai túi. Rồi mình ghi cho tiếp là lửng ngọc, lửng ngọc. Mình ghi cho tiếp là lửng ngọc nha. 40 cho đến là 56 kg. Rồi lửng ngọc. Rồi lửng chuột. Đây con chuột. Rồi chị Nguyễn Kim Anh. Rồi không nghe máy em không chốt nữa nha, khi nào cọc em mới chốt nha. Rồi lửng chuột 40 cho đến 56 kg. Lửng ngọc Quỳnh Trúc Phương. Rồi lửng chuột 40 cho đến 56 kg lửng chuột. Phạm Liên có lửng chuột. Rồi ok Phạm Liên. Đây cả nhà, tiếp còn bộ lửng chuột 40 đến 56 kg lửng chuột. Tăng Trần lửng chuột. Rồi 105.000. Rồi lửng trắng, lửng trắng 40 đến 56 kg lửng trắng. Quá đẹp luôn. 40 đến 56 kg lửng trắng. 40 đến 56 kg lửng trắng. Rồi lấy liền tiếp lửng trắng nha. 40 đến 56 kg lửng trắng. Rồi lửng đỏ. Lửng đỏ nha, 40 đến 56 kg lửng đỏ. Lửng đỏ. Phạm Liên lửng trắng rồi ok khách. Lửng trắng. Rồi mình ghi cho tí là lửng đỏ nha. 40 đến 56 kg lửng đỏ. 40 đến 56 kg. Rồi mình ghi cho tí là lửng đỏ. Rồi lửng tím. Lửng ngọc cho Nguyễn Châu. Nguyễn Châu có lửng ngọc. Trần Gia Vĩ. Bao lâu rồi em? Cà Mau á. Cà
Mau là để chị nói em rõ cái này. Cà Mau một số nơi là không giao hàng được cho do là Cà Mau dịch nhiều đó, bu tá F0 nhiều lắm cho nên một số nơi không giao được. Một số nơi á, là bu tá thì F0 hàng tới rồi nhưng mà không ai giao, cho nên là em thông cảm giùm chị Trần Gia Vĩ nha, thông cảm giùm chị, ráng đợi thêm vài ngày, nếu mà vài ngày nữa hoặc là tầm 10 ngày nửa tháng mà mình không nhận được, có nghĩa là hàng của mình là mình đặt lại cái khác đi. Bữa giờ Cà Mau một số nơi không có giao hàng được do là dịch nhiều. Rồi Lửng Đỏ tiếp chốt cho xì tin 5 đó, đặc biệt là Cà Mau. Cà Mau bữa giờ dịch nhiều lắm. Nguyễn Bảo Minh mua hàng lên số. Lửng Đỏ cho Quỳnh Trúc Phương. Rồi Lửng Tím cho Thi Lê. Thi Lê Lửng Tím. Lửng Đỏ cho Bằng Lương. Lửng Tím cho Hồng Hồng. Lửng Chuột tiếp hết rồi đó, hết chuột. Hồng Hồng có Lửng Tím. Rồi đây mở Lửng Tím ra xem. Rồi xin chào Nhóc Nguyễn. Rồi Lửng Tím, Lửng Tím 40 cho đến 56kg Lửng Tím. Khoảng 3 tuần hả? Vậy là chắc hàng của em bây giờ em đặt cái khác đi em, không có giao được rồi đó. Ở dưới đó đó là bu tá đó bị F0 nhiều. F0 là người ta là nghỉ đâu 7 ngày 10 ngày gì đó, hàng không có giao được. Thì T5 Lửng Tím bữa giờ chị bị hàng ở dưới Cà Mau á, trả về nhiều lắm, không có giao hàng được. Hàng trả về toàn là Cà Mau thôi. Rồi Lửng Tím, lấy ghi giùm tí Lửng Tím nha. Rồi cái này lẻ lẻ tức lên mỗi chút có một. À, cái này 3 bộ. Rồi Lửng Tím còn bộ nha khách. Rồi giờ này khách ghi cho tiếp cái này Lửng Hồng đi. Hết đỏ, hết đỏ. Rồi cái này khách ghi cho tiếp là Lửng Hoa đi, bông hoa. Lửng Hoa 40 cho đến là 56, 57 ký hình tiếp nha. Giá sale 105 ngàn thôi, chất vải mango. Mình ghi cho tiếp Lửng Hoa. Mình ghi cho tiếp Lửng Hoa nha. Rồi Lửng Hoa mua hàng là kèm số gian đổ rồi, khách mới kèm số nha. Lửng Hoa cho Thi Lê, khách mới kèm số. Rồi Lửng Hoa, Lửng Tím cho chị Lan Bích Nguyễn. Lan Bích Nguyễn Lửng Tím. Rồi mình ghi cho tới Lửng Hồng 40 đến 56 ký Lửng Hồng. 40 đến 56 ký Lửng Hồng. Rồi Nguyễn Châu có một bộ Lửng Ngọc thôi nha. Nguyễn Châu có một bộ Lửng Ngọc thôi. Rồi Lửng Hồng. Bộ mặt hết rồi, Nguyễn Hậu hết rồi khách. Khoa hàng, chị ơi mua hàng đặt mã đi chị. Hai bộ này hai bộ kia mình không có chốt được nha chị. Rồi Cẩm Tú Đoàn không có đồ em ơi. Lửng Hồng cho Tăng Trần. Rồi em chỉ chốt theo mã nha. Mình đặt mã gì em ghi mã đó. Lửng Hoa đó, đặt mã gì ghi mã đó. Lửng Hồng hết. Hai bộ này hai bộ kia không có chốt được mấy chị. Rồi Lửng Đỏ, đỏ này nha. Lửng Đỏ 40 cho đến 56 ký Lửng Đỏ. 40 đến 56 kg. Rồi Lửng Đỏ 40 đến 56 kg Lửng Đỏ. Rồi Lửng Xanh, màu này xanh đậm. Lửng Xanh 40 đến 56 kg Lửng Xanh. 40 đến 56 kg Lửng Xanh. Rồi mình ghi dùm tiếp là Lửng Xanh nè, 40 đến 56 kg. Rồi khách mới mã kèm số điện thoại, mã kèm số. Không có size lớn chị. Rồi ghi cho tiếp là Lửng Nâu nha. Màu này nâu nâu nha, 40 đến 56 ký Lửng Nâu.
40 đến 56 kg lẫn nâu. Lẫn nâu 40 đến 56 kg, lẫn xanh da Hiền Nguyễn, lẫn xanh da Hiền Nguyễn. Rồi lẫn nâu da Tăng Trần, lẫn xanh da Trần Thư. Đọc tên là có, không đọc không có nha mấy chị. Rồi lửng trắng 40 đến 56 kg, lửng trắng 40 đến 56 kg, lửng trắng. Rồi ghi cho tí lửng trắng. Lửng hồng 2, 40 đến 56 kg, lửng hồng 2. Rồi lửng hồng 2, 40 đến 56 kg, lửng hồng 2. Lửng trắng, lửng hồng 2. Rồi khách mới mã kèm số nha, mất số em không có lấy hàng. Rồi lửng xanh 2 dùm em luôn, 40 đến 56 kg, lửng xanh 2. Lửng xanh 2. Rồi 40 đến 56 kg, lửng xanh 2. Lửng hồng 2 cho Diên Hoàng. Lửng hồng 2 cho Diên Hoàng. Lửng xanh 2 cho Minh Thu. Lửng đỏ cho Khoa Hoàng. Lửng đỏ Khoa Hoàng. Lửng hồng 2 cho Hồng Hồng. Hết hồng 2. Bộ mặt hết. Bộ mặt hết. Rồi mình ghi cho tí là lửng xanh đi, theo cái cổ này ha. Lửng xanh. Lửng xanh ngọc. Lửng xanh ngọc. Rồi 40 cho đến 56 kg, lửng xanh ngọc. 40 đến 56 kg, lửng xanh ngọc. Lửng đen 40 đến 56 kg, lửng đen. Lửng xanh ngọc, lửng đen 40 đến 56 kg. Lửng xanh ngọc Quỳnh Thị Kim Thu. Rồi lửng đen. Lửng đen nha, 40 cho đến 56 kg, lửng đen. Quỳnh Thị Kim Thu lửng đen. Rồi ok khách nha. Lửng nâu tí còn một bộ nè khách. Lửng nâu 40 đến 56 kg, lửng nâu. Rồi nâu tí còn một. Lửng nâu 40 đến 56 kg. Rồi tí còn một bộ lửng nâu. Rồi cái này qua. Mấy bộ này là to nha. Minh Thu lửng nâu. Rồi mấy bộ này là to nè. Cái này 58 chứ là mặc được. Rồi cái này mình ghi cho tiếp. Lửng xanh đen nha, 58 kg chờ. Cái này là hai lá. Hai lá nha. Rồi lửng xanh đen 58 kg chờ lại. Lửng xanh đen khách ơi. Chị Giang đổ thôi. Chứ có báo khách mới kèm số điện thoại. Chị đặt chị đâu có cho số đâu mà trả lời chị. Đó, nhắc chị nãy giờ 2-3 lần rồi chị có cho số đâu. Rồi lửng xanh đen. Rồi lửng đen 58 kg chứ lại. Lửng đen. Lửng xanh đen Nguyễn Nguyễn. Rồi hết xanh đen nha hết. Rồi lửng đen 58 kg chứ lại. Lửng đen 58 kg chứ lại. Lửng đen. Lửng đen 58 kg cho là lửng đen. Quá đẹp luôn. Rồi Lê Tiên không có dồn đơn chị. Ngày nào chốt ngày đó không có dồn.
xanh đen hết hàng rồi, lửng da nha, lửng da 58 ký chưa, lửng da rồi, mình ghi cho tiếng lửng da nha, lửng đen và lửng da 58 ký chưa, rồi giá tiếp sale 105.000. Chị Mỹ Hằng Mai có lửng da, lửng da tiếp cộng bộ nha khách, lửng cam sữa 58 ký chưa, lửng cam sữa 58 ký chưa. Chị Giang Đỗ ơi, mình không có tên là không, mình không có số là mình không có đọc tên, là không có đọc tên là không có đồ. Rồi Lê Tiên chị ơi, không có dồn đơn, chị ok thì chốt nha chị. Rồi lửng cam sữa, lửng cam sữa, lửng da, lửng đen. Lửng đen, lửng da cho Lê Tiên. Rồi lửng đen, lửng da. Rồi lửng cam sữa Ngọc Giàu. Rồi lửng đen cái còn bộ mặt hết. Lửng đen, lửng cam sữa. Lửng xanh, màu xanh vỏ đậu nha. 58 ký chưa? 58 ký cho lại khách ơi. Cái này mình hai lá nha, cái cổ mình hai lá. Lửng da cho Nguyễn Thúy. À hết da rồi, xin lỗi Nguyễn Thúy nha, hết da rồi, hết da. Rồi, lửng xanh. Rồi ghi giùm tiếp lửng xanh. 58 ký cho lại. Lửng đen nè, lửng cam sữa. Rồi lửng xanh. Rồi ghi cho tiếp nha. Rồi lửng kem, lửng kem, màu kem. Lửng kem. Rồi 58 ký cho lửng kem. 58 ký cho lửng kem. Rồi mình ghi cho tiếp là lửng kem nha, 58 ký cho lửng kem. Chị Võ Hằng Mai lửng kem. Lửng cam sữa hương hoa. Rồi hết cam sữa không nha khách. Rồi lửng đen chữ 58 ký cho lửng đen chữ. 58 ký cho lửng đen chữ. Lửng xanh Nguyễn Tiểu, số hỏi sai rồi khách ơi, số hỏi sai không chốt được nha. Hết kem. Rồi lửng đen chữ. Rồi ghi cho tí lửng đen chữ nha. Lửng đen chữ 58 ký cho lại lửng đen chữ. Lửng xanh cho Thùy Dương. Rồi Thùy Dương lửng xanh. Rồi lửng đen nhí. Rồi nó đen nhí nhí như thế này. 58 ký cho lại cổ hai lá. Rồi lửng đen nhí 58 ký cho lại lửng đen nhí. Rồi lửng đen chữ, lửng đen nhí 58 ký cho lại. Hạnh Nguyên khách mới mua thêm cặp mới chốt thêm được. Hạnh Nguyên ơi, Nguyễn Kiểu lửng xanh. Rồi có bộ này size đại nè khách, bộ này size đại. Rồi mình ghi chi tiết lửng đại nha. Đại là tầm 63 cái kia, lửng đại. Chiêu Phạm ở Lâm Đồng là bơm hàng, không có bán nữa. Lửng đen chữ Nguyễn Tiểu. Rồi lửng đại. Lửng đại 63 chứ là lửng đại. Bộ này size đại.
Rồi lửng đại dùm tiếp nha, số 3 chứ cho lại lửng đại. Lửng đen nhí cho Lê Hương, rồi Lê Hương nó lửng đen nhí. Rồi mình ghi cho tí là lửng đại nha, lửng đại. Nguyễn Kiểu quần lửng 105.000. 105.000 có ghim ở dưới đó chị. Lửng đen chữ, lửng đen nhí, lửng đại. 63 chứ cái này là sai đại, lửng đại. Chiêu Phạm hẹn hẹn rồi không nhận. Đó. Nói chung là giờ em không có đôi co nữa chị. Hẹn cho đã rồi không nhận, vậy thôi. Mệt quá à, hàng dù sao cũng trả về rồi. Bây giờ nói thì không có chịu đâu. Mấy mẹ bơm hàng, mấy mẹ không có chịu, mấy mẹ sai. Rồi mình ghi cho tí là lửng đen 3, 56kg chứ là 40-56kg. Lửng đen 3. Lửng đen 3 dùm tí nha. Tại vì nãy giờ đen nhiều quá, giờ tí đồng mã này lửng đen 3. 40-56kg lửng đen 3. Rồi ghi cho tiếp là lửng hoa nhí, 40-56kg lửng hoa nhí. Lửng hoa nhí. Lửng đen 3 lửng hoa nhí. Nam Hoàng bơm hàng, giao hàng gọi không nghe, hàng trả về không bán nữa. Lửng ngọc. Rồi 40-57kg. Lửng hoa nhí cho Khoa Hoàng. Lửng đen 3 cho Nguyễn Châu. Rồi cái này mình ghi cho tí lửng lá đi. Lửng lá nha. Lửng lá. Rồi 40-56kg lửng đen nhí hết hàng, hết hàng. À lửng đen nhí là bộ này phải không khách ơi, để tôi chơi lên coi phải không, để like qua mấy bộ. Rồi Hiền Nguyễn ơi, phải bộ này không khách? Lửng đen nhí phải bộ này không khách? Phải thì ok dùm tiếp nha, phải thì ok tiếp lấy nha. Rồi cái này mình ghi cho tiếp lửng lá 40-56kg nha, lửng lá. Lửng hoa nhí, rồi Hiền Nguyễn ok. Rồi cái này ghi cho tới lửng hoa nhí, lửng lá. Đây, quá trời đẹp luôn, có lập thể rồi luôn nè. Có lập thể rồi luôn nha. Quá trời đẹp luôn á, quá trời xinh luôn. Rồi mình ghi cho tiếp là lửng vàng đi, 40-57kg lửng vàng đi. Rồi quá trời xinh luôn cả nhà ơi. Hai bộ này các em, hai bộ lập thể cho khách coi nha, có hai bộ này. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi lửng vàng có hai bộ, quá xuất sắc luôn mấy chế. Rồi lửng vàng, lửng hoa nhí, lửng hoa nhí hết hàng rồi.
Rồi Nguyễn Châu hai bộ gửi luôn, ok bạn. Lửng lá cho Loan Thang, lửng vàng cho Xì Tim Năm. À lửng hoa nhí thì còn nè, còn bộ này. Nguyễn Tươi lửng hoa nhí. Rồi lửng vàng cho Nguyễn Kiểu bộ mặt. Rồi hết vàng nha, hết vàng ha. Rồi xuất sắc luôn cả nhà ơi. Mình ghi cho tiếng là lửng cam đi, nó có hình cam cam nè, lửng cam 40 cho đến 56, 57 ký, 57 ký đi. 40 đến 57 ký. Rồi mình ghi cho tiếng là lửng cam nha. Quá đẹp luôn, 40 đến 57 ký. Mình ghi cho tiếng là lửng cam. Hết vàng. Rồi cái này mình ghi cho tiếng là lửng nâu đi. Lửng nâu nha, nó có nâu nâu ở phía dưới nè, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi không có to nha chị. Lửng nâu, lửng cam. Nguyễn Thanh Trúc lửng cam, có cam cam. Rồi cái này mình ghi cho tiếng là lửng nâu nha, nâu đẹp nè. Đó, có mấy bộ thôi các, lập thể có mấy bộ thôi ha. Rồi ghi cho tiếng là lửng nâu. Hết cam rồi khách. Quá xa đẹp. Mấy bộ thôi, không có nhiều. Rồi đây cái cổ hơn sao, quá dễ thương luôn. Rồi lửng kem, màu kem. Lửng nâu cho My Ngọc Hoàng. Rồi My Ngọc Hoàng lửng nâu. Rồi lửng kem nha, màu này màu kem. Cái cổ nè, cái cổ ở phía sau. Đẹp, tuyệt vời luôn. Đó, cả nhà thấy cái cổ đắp qua đắp lại không? Lửng kem, màu kem, màu kem, lửng kem. 40 đến 57 kg. Rồi ghi cho tí là lửng kem nha, đẹp tuyệt vời. Chị Nguyễn Kiểu ơi, trời nãy giờ em đang báo 40 đến 56 kg, chị 58 chứ chị hơn số đó rồi, sao chị đặt chị? Mình mua hàng cái nào vừa hả đặt, bây giờ chị đặt tùm lum tùm lá hết, sao chị mặc vừa? Đặt vậy là dễ bị quạo lắm đó. Đặt như vậy mà cứ cắm đầu cắm cổ vô đặt. Linh Đặng Ngọc đang gọi chốt em ơi, hàng hôm qua đang gọi chốt 4 bộ. Cứ là cắm đầu cắm cổ vô mà đặt không nghe mình nói số ký. Rồi bộ lửng nâu Nguyễn Kỷ xả nè, ai lấy đi cho em lửng vàng chứ, 40 đến 57 ký. Em 50 ký, 1m6 50 ký. Rồi khách lấy đi cho em nha, bộ em mặc lửng vàng nha, 40 đến 57 ký nha. Rồi lửng kem, màu kem. 40 đến 57 ký. Lửng kem. Rồi lửng kem khách ơi, 40 đến 57 ký lửng kem. Rồi cái này sót lại bộ dài 50 ngàn. Dài xanh. Rồi 40 cho đến là 57 ký dài xanh. Rồi 40 đến 57 ký dài xanh. Dài là 110 nha khách. Dài là 110. Lửng nâu đi cọn bộ. Lửng nâu cho Phan Mai. Phan Mai có lửng nâu nha, cọn bộ. Bộ bạn có 3 bộ thôi hả? Bộ đang bận nữa. Bộ mặt em xả nha mấy chị. Bộ mặt lửng vàng giùm em nha. Rồi nuông trần đi đơn, ok nuông trần. Bộ mặt lửng vàng giùm em nha, 40 đến 57 ký. Rồi lửng xanh.
40 đến 57 kg lửng xanh. Lửng xanh nha các. Lửng vàng kỳ duyên nguyễn bộ tiết mặt. Rồi đây là lửng xanh. Quá đẹp luôn á. 40 đến 57 kg lửng xanh. Rồi lửng xanh có 2 bộ, 40 đến 57 kg lửng xanh. Vẹn đổ lửng xanh. Rồi ok khách nha, 40 đến 57 kg. Cái này mình ghi cho tiết lửng trắng. Rồi 40 đến 57 kg lửng trắng, hết vàng, vàng tiết mới chốt. Trời đẹp, tuyệt vời luôn. Lửng xanh ngọc giàu, ngọc giàu có lửng xanh. Quá đẹp luôn. Rồi lửng trắng. 40 cho đến 57 kg lửng trắng. Quá dễ thương luôn lửng trắng. Lửng trắng cho vỏ yến. Quá đẹp. Lửng trắng cho vỏ yến, quá đẹp. Rồi ghi cho tiếp lửng hồng đi, ghi theo cái cổ nha. Lửng hồng. Quá dễ thương luôn, 40 cho đến là 57 kg lửng hồng. 40 đến 57 kg lửng hồng. Trời đẹp. Tuyệt vời. Lửng xanh còn nha khách, lửng xanh. Lửng xanh tiếp còn. Lửng hồng cho thì dương. Rồi hết hồng, hồng tiếp con bộ rồi khách, hồng tiếp con bộ. Rồi tiếp còn lửng xanh nha, 40 đến 57 kg lửng xanh. Rồi tiếp còn lửng xanh nha, 40 đến 57 kg lửng kem. Rồi mình ghi dùm tí là lửng nâu, lửng nâu nha. Lửng xanh cho hoa trần. Rồi hoa trần lửng xanh đẹp lắm, 105.000 thôi, giá sale quá. Này cái này mình ghi cho tí lửng nâu lại đi. Lửng nâu nha, 40 đến 57 kg. Rồi không có đọc tên là không có đồ mấy chị, đơn giản thôi ha. Cái nào có đọc là có, không đọc không có. Người bạc phận mua hàng nhớ kèm số vô thì mới chốt đơn, đọc tên mới có, không đọc không có nha. Và lưu ý là khách mới thì kèm số. Lửng nâu cho kỳ duyên nguyễn. Rồi ok khách. Rồi chị Ngọc giàu có rồi chị. Lửng nâu 40 đến 57 kg. Trời đẹp lắm cả nhà, ở sau lưng nè. Rồi ghi cho tiếp là lửng nâu nha, 40 cho đến là 57 kg. Rồi vi thảo không có đại xanh ở đây nha khách. Ở đây tiếp không có đặt cái mã nào đại xanh hết nha. Ở bên tiếp là chốt đúng mã thôi. Rồi chốt hình tiếp nha. Lửng nâu, lửng nâu. Rồi lửng vàng này đẹp. Dài lai hết rồi Minh Ngọc Hoàng. Lai hết dài rồi khách. Bây giờ là lửng với đùi không à. Lửng vàng, trời ơi quá đẹp luôn. 40 đến 57 kg. Rồi đẹp chưa, mà vàng. 40 đến 57 kg lửng vàng. Khách lấy chốt một tí lửng vàng nha. Quá đẹp luôn. Lửng vàng. Lửng vàng cho Citinam nè, cả nhà thấy không? Lửng măng gồ đó, đẹp xuất sắc. Lửng vàng Citinam. Lửng vàng thì dương. Quá trời đẹp luôn. Rồi lửng vàng bạn đổ đó, đẹp tuyệt vời luôn. Măng gồ bán giá sale thôi. Rồi khách nào lấy thì mình cứ ghi cho tiếp lửng vàng nha, bán giá sale thôi nha cả nhà ơi. Đây màu hồng. Ôi hồng này dễ thương quá nè. Rồi lửng hồng. Con gấu nữa nè cả nhà ơi. 40 cho đến 57 kg. Rồi lửng hồng dùm tiết luôn. Quá dễ thương. Nha, hồng mà có con gấu đó nha. Rồi 40 đến 57 kg lửng vàng, lửng hồng. Bỏ yến với lửng hồng. Rồi ai lấy mình cứ chốt lửng hồng tiết còn nha. Rồi lửng 105.000.
lửng hồng cho vàng lê, vàng lê lấy lửng hồng, lửng 105.000, bán xả vàng, bán xả vàng, rồi lửng ngọc, lửng ngọc màu xanh ngọc có hình con gấu, 40-57 kg lửng ngọc. Rồi lửng ngọc hết rồi, 40-57 kg lửng hồng cho phan mai, quá dễ thương luôn. Đây nha, lửng hồng. Rồi cái này mình ghi cho tí lửng ngọc, quá dễ thương luôn. 40-57 kg rồi lửng ngọc, lửng vàng, lửng ngọc. Rồi lửng da, màu da này đẹp nè, nó đang quay. Rồi ghi cho tí là lửng da luôn, đẹp tuyệt vời. 40 cho đến là 57 kg lửng da, 40-57 kg lửng da. Rồi lửng ngọc, lửng da, lửng ngọc, lửng da, lửng vàng, lửng đỏ, lửng da cho ngọc vào, ngọc vào có lửng da. Rồi lửng hồng cho ly vỏ, ly vỏ lửng hồng, lửng ngọc, lửng hồng. Rồi lửng hồng, lửng ngọc, lửng da cho nguyên cao, nguyên cao lửng da. Rồi nhân mi đơn hôm qua đi rồi sắp không có dồn được nha. Lửng đỏ 40-57 kg lửng đỏ, quá đẹp luôn, mẫu này đẹp quá hết ơi. Lửng đỏ thì tiếp nha, 40-57 kg lửng đỏ, quá đẹp. Lửng trắng, rồi ngọc mi quỳnh. Em ơi bây giờ điện thoại em hư vậy, bưu tá gọi được không? Gọi không được là trả hàng về đó, cho nên là chị không có gửi hàng được nha. Rồi nhàn phan nên đơn hàng của chị sao chị? Rồi lửng trắng, lửng trắng. Rồi ghi dùm tiếng lửng trắng, 40-57 kg lửng đỏ, lửng trắng, 40-57 kg lửng đỏ, lửng trắng. Rồi bộ tiết mặt màu này là màu nâu nè, lửng nâu, 40-57 kg lửng nâu. Lửng nâu. Rồi lửng da còn, lửng đỏ cho nguyên cao, hết đỏ, hết đỏ. Lửng nâu cho hồng thắm. Rồi nâu tiết còn này hết, lửng nâu tiết còn, Mỹ Liên lửng nâu. Rồi còn hai bộ lửng nâu nha. Đó, nó có nâu nâu ở trong đây, giống như tiết mặt nhưng mà màu nâu. Rồi lửng nâu. Rồi khách lấy gì tí lửng nâu nha. Đây là lửng da, Trang Thuy lấy lửng da. Lửng trắng Lê Ngọc Bảo Sương. Rồi lửng trắng tiếp còn, chị Vinh Triệu lửng nâu. Rồi đây lửng trắng tiếp còn nha, lửng trắng tiếp còn nha. Rồi lửng nâu cho Lan Bích Nguyễn. Rồi ok chị, lửng nâu cho chị, lửng da hết, hết lửng da, hết lửng da rồi hết rồi, hết rồi nha. Rồi cái này ghi chữ là lửng vàng nhạt, màu vàng nhạt, lửng vàng nhạt, 40-57 kg màu này ghi cho tiếp là lửng vàng nhạt nha, màu này màu vàng nhạt.
Rồi giống em nhưng mà nó màu nâu. Phương Nghi lửng vàng nhẹ. Lửng hồng nhẹ. Lửng hồng nhẹ. 40 đến 57 kg lửng hồng nhẹ. À cái này đùi. Còn thấm đơn qua đi rồi khách ơi. Đi rồi không có dồn được nha. Chị Lan Bích Nguyễn 3 bộ. Cái này đùi khách. Đùi 95.000. Đùi 95.000. Rồi đùi hồng nhẹ 95.000. Cái này là măng gồ nha. Đùi hồng nhẹ. Hết lửng nâu. Chị Hồng Thắm ơi, bây giờ cái bộ này của chị không dồn vô được nè, chị có chốt không chị? Chốt hay bỏ ra chị Hồng Thắm? Rồi, đùi hồng nhẹ. Chị Hồng Thắm ơi, bộ chị Hồng Thắm để chị trả lời coi có đi đơn sao hay sao. Lửng nâu. Rồi, ok Hồng Thắm. Rồi, cái này mình ghi cho tức là đùi hồng nhẹ nha. Đùi hồng nhẹ. Rồi ok Hồng Thắm nha. Đùi hồng nhẹ. Đùi hồng nhẹ nha. Đùi hồng nhẹ. Đùi hồng nhạt. Rồi bây giờ là sẽ qua, bây giờ tiếp sẽ qua đùi nha. Qua đùi. Qua đùi nha khách. Không có size hết thôi. Free size. Free size. Bây giờ qua đùi nha. Bây giờ like đùi. Đùi gắm là tinh. Đùi gắm là tinh. Biện Thị Tiền đùi hồng nhẹ 95.000. Rồi bây giờ qua đùi gắm nha. Đùi gắm 85.000 nha. Rồi bây giờ qua đùi gắm nha. 85.000. Rồi để tiếp hai bộ đùi cho cả nhà xem. Đây nha, đùi gấm mà gấm Latin nó rủ lắm nha cả nhà, sale 85.000 thôi. Rồi cái này cũng vậy, 40 cho đến 56 kg. Hàng này thì tiết sale 85.000. Hàng này là gấm Latin ha. Rồi tiết sale 85.000. Có túi áo, hai túi quần. Mình ghi cho tiếng là đùi lá. Còn là màu lá nha. Đùi lá. Rồi ghi cho tiếng là đùi lá. 40 cho đến 56 kg hình tiết nha. Đùi lá. Rồi tiết sale 85.000 giá sách nha. 85.000 thôi. Đùi lá với chị Mỹ Hằng Mai bộ mặt. Rồi lấy thì ghi một tiết đùi lá nha. Đó cái này còn sale nè. Rồi lấy thì ghi một tiết mã của mình là đùi lá. Đùi lá nha. Ý còn cục nữa nè. Rồi còn cục lửng mà không thấy nữa cả nhà. Còn cục lửng nha. Khoan để tiết lai cục lửng này. Cái là tiết lai đùi lại cho. Đây còn cục lửng. Đợi xíu đợi xíu. Rồi lửng đen 40 cho đến là 56 kg. Rồi mình ghi cho tiết lửng đen nha. Còn một cục lửng nè.
lẫn đen nha, 40-56 kg. Rồi lấy thì ghi một tiết lẫn đen nha. Rồi 40-56 kg lẫn đen. Rồi lẫn đen 2, 40-56 kg lẫn đen 2. 40-56 kg lẫn đen 2. Rồi lẫn đen 3. 40-56 kg lẫn đen 3. 40-56 kg lẫn đen 3. Rồi lẫn caro 40-56 kg lẫn caro. Rồi lẫn trắng 40-56 kg lẫn trắng. 40-56 kg lẫn trắng. Rồi lẫn hoa nhí 40-56 kg lẫn hoa nhí. Bùi loan lẫn caro. Bùi loan lẫn caro. Lẫn trắng cho chị Lan Bích Nguyễn. Lẫn hoa nhí với hồng thấm. Rồi có mấy bông thôi nha cả nhà, tiếp hết nha. Lẫn trắng, trắng cho Ngân Bùi. Lẫn trắng. Lẫn đen, lẫn caro. Lẫn caro cho Phan Mai. Rồi hết caro nha, hết caro. Bùi loan 3 bộ gửi luôn. Rồi ok em. Rồi đây là lẫn đen. Rồi lẫn đen nha. Rồi lẫn đen 2. Hết trắng, hết trắng. Rồi lẫn đen nhí. Lẫn đen 3. Rồi hết trắng. Rồi giờ còn đùi thôi nha. Bây giờ bắt đầu lai đùi. Đùi đỏ 85.000 bộ đùi gấm nha. Lát có đùi phối nữa. Rồi đùi đỏ thêm tiếp 40-56 kg đùi đỏ. Rồi dài lai qua rồi em. Cao lê khách ơi, đúng mã nha. Ở đây chỉ chốt theo mã thôi chị. Lẫn caro hết rồi, điện thì tiền hết rồi khách. 65kg không có khách. Rồi mình ghi cho tí là đùi đỏ. Lẫn đen 1. Vàng lê lẫn đen 1. Đã này hả, vàng lê. Đây, cái này của vàng lê ha. Rồi mình ghi cho tí đùi đỏ nha. Đùi lá là trước mặt, còn này là đùi đỏ nè. 40-58 kg. Rồi bộ đùi là tiết sale 85.000. Bộ đùi là 85.000 nha. Rồi mình ghi cho tiết là đùi đỏ nha. Đùi đỏ. Đùi xanh đen. Đùi xanh đen 40-56 kg. Đùi xanh đen. Rồi khách lấy thêm tiếp đùi xanh đen. Đùi xanh đen 40-56 kg đùi xanh đen. Đùi đỏ cho quanh lê 85.000 bộ đùi. Đùi đỏ quanh lê. Rồi đùi xanh đen. Rồi đùi xanh đen. Đùi hồng. Đùi hồng. Rồi 40-56 kg đùi hồng. Lẫn trắng hết hàng. Rồi đùi hồng 40-56 kg đùi hồng. Rồi cái này phối nha cả nhà.
Cái này là lụa phối với satin nha. Rồi mình ghi cho tí là đùi biển. Quần là satin, áo lụa phối với nhau nha. Rồi ghi cho tí là đùi biển. Đùi biển 40 cho đến 56kg. Rồi mã của mình là đùi biển nha, 40 đến 56kg đùi biển. Chị Mỹ Hằng Mai đùi biển 85.000. Đùi đỏ đô, mà đỏ đô nha. Rồi 40 đến 56kg đùi đỏ đô 85.000. Rồi đùi cam, đùi hồng cho vàng lê, vàng lê đùi hồng. Rồi cái này là đùi cam 40 cho đến là 56kg. Đùi đỏ đô cho Thoa Trần 85.000. Rồi đùi cam, một cam đùi cam nha, quần có túi hết nha cả nhà. Đùi cam 40 cho đến là 56kg đùi cam. Rồi đùi da, đùi da nha, 40 đến 56kg đùi da, 40 đến 56kg đùi da. Rồi đùi vàng, đùi da cho Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn đùi da. Rồi đùi vàng khách ơi, đùi vàng 40 cho đến 56kg đùi vàng, 40 đến 56kg. Rồi tiếp còn đùi kem với đùi vàng. Rồi để tiếp qua cái khác cho mình. Rồi chữ nha. Rồi đùi chuột cam, hình con chuột. Đùi chuột cam 40 đến 56kg đùi chuột cam. Đùi da hết. Đùi chuột cam khách ơi, 40 cho đến 56kg đùi chuột cam. Vàng lê rồi, ok em nha, ba bộ gửi luôn, ok em. Đùi chuột cam, đùi chuột tím. Hằng Nguyễn có đùi chuột cam. Rồi vẫn còn đùi chuột cam nha khách. Và đùi chuột tím. Còn cam với tím nữa. Đùi tím, đùi tím 40 đến 56kg đùi tím. Chuột cam tiếp còn nha. Đùi tím 40 đến 56kg. Rồi đùi tím nhìn tiếp nha, đùi tím. Đùi đỏ, đùi tím cho Hoa Trần, Hoa Trần đùi tím. Đùi đỏ, đây đùi đỏ 40 đến 56kg đùi đỏ, 40 đến 56kg. Rồi mã của mình là đùi đỏ 40 đến 56kg. Rồi 85.000 bộ đùi, đùi đỏ. Đây đủ màu luôn. Rồi Hằng Nguyễn có đùi đỏ. Đùi đỏ tiếp còn, đùi cam tiếp còn. Rồi cái này có 5 màu để rút ra. Chốt. Rồi biển thì tiền không có da em ơi. Rồi đây là gấm nha cả nhà. Gấm mà có chữ nè. Rồi ghi cho tiếp đùi biển nha. 40 cho đến 56kg đùi biển. Rồi đùi biển nè. Đó chữ ha. Cái này là gấm Latin. Rồi 40 đến 56kg đùi biển. Đùi hồng dâu, đùi hồng tươi hai hồng nha, mà hồng dâu nha.
Rồi đùi hồng dâu 40 đến 56 kg đùi hồng dâu. 40 đến 56 kg rồi đùi hồng tươi. Đùi hồng tươi 40 đến 56 kg đùi hồng tươi. Rồi đùi ngọc, đùi vàng. Rồi đùi ngọc, đùi hồng dâu nha Hằng Nguyễn. Đây màu này là màu hồng dâu. Rồi đùi ngọc 40 đến 56 kg đùi ngọc. Đùi vàng. Đến 56 kg Quỳnh Thị Kim Thu có đùi hồng tươi. Đùi biển nhanh Nguyễn Thị. Đùi biển nhà không tôm. Đùi biển nhà không tôm của nhà. Rồi nhà không tôm có đùi biển. Đùi vàng chị Mỹ Hằng Mai. Rồi đùi ngọc, đùi vàng, đùi hồng tươi, đùi hồng dâu, đùi biển. Rồi đây là đùi ngọc 85.000 bộ đùi nha khách. Đây là đùi ngọc. Đùi ngọc. Rồi mẫu này 85.000 bộ, 85.000 một bộ. Quỳnh Thị Kim Thu đi đơn cho chị, ok chị nha chị. Rồi đùi đỏ đô, tại vì tiết có đỏ tươi nữa nha. Cái này mình ghi cho tiết đùi đỏ đô. Đùi đỏ tươi. À cái này không, cái này đùi đỏ đô nha. 40 cho đến 56 kg. Không có dài chị, dài lai hết rồi chị ơi. Dài không có lai nữa. Rồi cái này ghi cho tiếp là đùi ngọc 2 nha. 40 đến 56 kg đùi ngọc 2. Đùi hồng dâu cho nhanh Nguyễn Thị. Rồi đùi hồng dâu 85.000. Rồi cái này mình ghi cho tiếp đùi ngọc 2. 40 cho đến là 56 kg đùi ngọc 2. Đùi xanh đen. 40 đến 56 kg đùi xanh đen. Rồi đùi vàng. Phương ơi soạn mấy cái cánh dơi ra đây. Rồi đùi vàng 40 cho đến là 56 kg đùi vàng. Rồi lấy nghiêm tiết đùi vàng. Cái cục nào nhiều nhiều lúc kia. Đưa đây, đưa đây. Đây mango nhé khách. Mango 95.000 nha. Thôi 90 đi, xả cho khách 90. Mã này ghi cho tiếng là xanh 90k nha. 60 kg cho là mặc được. Cái này mango cánh dơi nha, mango cánh dơi. Rồi mình ghi cho tiếng là xanh 90k. Rồi quần có hai túi cho mình. Rồi gọn sắm như thế này chắc là măng gồ. Rồi ghi cho tiếp là xanh 90k. 60 kg cho là mặc được. Xanh 90k. Có
xanh 90k. Mai Nguyễn xanh 90k. Rồi, cái này là xanh đen 90k. Đây là măng gồ cánh dơi nha. Xanh đen 90k, khách ơi 60kg cho là mặt thượng. Xanh đen 90k. Đó, quá đẹp. Xanh đen 90k. Rồi, xanh đen 90k nha. Rồi đây. Đó, màu xanh đen dễ mặc. Xanh đen 90k. Xanh đen 90k. Rồi xanh đậm 90k. 60kg cho lại. Xanh đậm 90k. 60kg cho lại. Xanh biển 90k. Xanh biển 90k. Cánh dơi nha khách. 60kg cho lại. Rồi chốt mình tiếp xanh biển 90k. Rồi đỏ 90k luôn. Đây. Đỏ 90k, 60kg cho lại. Rồi đỏ 90k, xanh biển 90k, Nguyễn Thanh Trúc. Rồi cái này là xanh biển. Tí còn xanh đen, xanh đậm. Rồi đỏ 90k. 60kg cho lại, đỏ 90k. Cái này mình ghi cho tiếp là đỏ chữ 90k. 60kg cho là đỏ 90k Hằng Nguyên. Rồi Hằng Nguyên có đỏ 90k. Cái này mình ghi cho tiếp là đỏ chữ nha. Đỏ chữ 90k. 60kg cho là. Rồi đỏ chữ 90k. 60kg cho là. Linh Trần vẫn khoảng 180, em báo chút đơn. Cái này mình ghi cho tí là đỏ chữ nha. Đỏ chữ 90k, 60kg cho là. Đỏ chữ 90k. Phun gút cánh dơi ra bán được. Rồi đợi tiếp lấy cánh dơi ra mà like tiếp nha. Rồi quăng quăng cục trước luôn. Rồi cái này lỡ nha. Lửng chứ. Còn lửng. Rồi cái này lửng nha. Lửng ngọc. Lửng 105 ha. Rồi 60kg cho nè. Chốt cho tiếp lửng ngọc nha. Lửng ngọc 105. Rồi đang mặc 85.000. Rồi khách ghi cho tiếp lửng ngọc 60kg cho nè. 105 nha. Lửng ngọc. Rồi lửng xanh đen 60kg cho nè. 105 lửng xanh đen 60kg cho nè. Rồi 105 nha, lửng xanh đen. 60kg cho nè. 105 lửng xanh đen. Rồi lửng xanh biển 60kg cho nè. 105 lửng xanh biển. Sáu mươi ký cho một lẻ năm lửng xanh biển. Rồi lửng chữ luôn. Bộ này lỗi nha. Rồi lửng xanh biển
cũng xanh biển một tí nha, đựng xanh biển 105 60kg cho lại đựng xanh biển, lửng ngọc cho Mai Tuyết. Rồi Mai Tuyết có lửng ngọc, ok Mai Tuyết xanh biển chưa có ai lấy cái quăng đó cho gọn. Rồi lửng xanh đen 60kg cho lại này, ghi cho Tuyết lửng xanh đen nha, 60kg cho lại lửng xanh đen. Rồi lấy giùm Tuyết lửng xanh đen 60kg cho lại. Rồi lửng đỏ luôn khách, 60kg cho lại lửng đỏ, 60kg cho lại. Rồi lửng đỏ nha, 60kg cho lại. Rồi ghi dùm tí là lửng đỏ. Lửng xanh dương 60kg cho lại, lửng xanh dương. Cánh dơi ha, cái này là cánh dơi. Rồi lửng xanh dương 60kg cho lại. Rồi 65kg không có khách. Rồi lửng xanh đậm, lửng xanh đậm 60kg cho lại, lửng xanh đậm 60kg cho lại, lửng xanh đậm. Rồi 60kg cho lại, lửng xanh đậm. Rồi khách lấy thì chốt tiếp nha. Rồi lửng đỏ 2 60kg cho lại, lửng đỏ 2 60kg cho lại. Rồi lửng đỏ 2. Rồi lửng thỏ ra nha, alo. Rồi rồi. Thì ra thì em xuống em nhận đồ giùm chị chứ thầy. À, lửng thỏ nha khách, lửng thỏ. Rồi lửng thỏ nha, 105. Rồi lấy thì trước thì lửng thỏ 105. Rồi đùi nâu, đùi nâu. Mai Tuyết ơi, em đặt hàng đúng mã thì chị em ơi. Rồi đùi nâu nha, đùi nâu. Rồi đùi nâu dùm tí 90k. Đùi nâu 90k. Rồi bây giờ tí like qua hàng khác đi. Để sao có cái gì xả cái đó, xả lẻ lẻ nha. Lửng măng gồ. Rồi lửng măng gồ nha, lửng măng gồ đẹp tuyệt vời luôn. Rồi lửng này 90.000 thôi. Rồi cái này lửng măng gồ nha, đẹp 90.000 nha cả nhà nha. Rồi để đi thay mẫu này cho khách nha, thay mẫu cái nha.
Đùi nâu cho Nguyễn Hậu 90.000. Rồi bây giờ qua lửng mango. Có hai cái nút gỗ ha. Rồi cái này thì cũng tầm 57 kg cho là 40 kg trở lên, 57 kg cho là. Rồi mình ghi cho Tiến là lửng kem. Kem này 90.000 lửng kem. Rồi em ơi, em chị đọc lửng mình ghi lửng, chị đọc đùi mình ghi đùi. Ở đây chị chốt theo mã nha, tại vì hạn chế là khách nghe không có rõ lửng dài. Ở đây là chị chốt đúng mã thôi, còn không có đúng mã là không có chốt. Không có đúng mã nhiều cái vấn đề nó phát sinh lắm. Ở đây chị chốt đúng mã thôi. Rồi chị mới nhận ba áo khoác đẹp gái. À, đẹp quá em gái ơi. Dạ cảm ơn chị. Rồi mình ghi cho tới lửng kem nha, lửng kem 90k nha khách, 90k. Lửng kem 90k. 40 cho đến 57 kg. Rồi lửng trắng. Bút gỗ. Rồi lửng trắng nha. 40 đến 57 kg lửng trắng. Rồi lấy một chỗ mình tiếp lửng trắng, lửng kem lửng trắng. 40 đến 57 kg lửng kem lửng trắng. Lửng hồng. Rồi Thanh Thủy lấy lửng trắng. Lửng hồng. 40 đến 57 kg lửng hồng 90.000. À, 90 nha Phương ơi, chừng lộn nha. Rồi lửng hồng 90k. Lửng trắng 90k. Rồi Ngọc Mai có lửng trắng 90k. Lửng hồng 90k Lệ Phạm. Rồi Thanh Thủy Pháp Cũ đi đơn. Rồi đây cả nhà lửng hồng 90k nè. Đó kiểu giống Tí đang mặc có mấy bông mà nha. Lửng hồng 90k. 40 đến 57kg. Rồi lửng hồng 90k. Lửng trắng rồi còn. Mắt trắng, thấp trắng rồi. Hấp trắng, hấp trắng. Rồi lửng đen 90k. Thị Nga Nguyễn. Lửng hồng 90k. Rồi hồng tiếp còn nữa nha khách. Hồng còn nha. Bây giờ lửng đen 90k. Rồi lửng đen 90k nha. Rồi lửng đen 90k. 40-57kg. Lửng hồng, lửng lửng trắng thì hết ha, còn lửng kem, lửng vàng. Rồi lửng vàng 90k, 40-57kg. Lửng vàng 90k. Rồi cái lấy thì ghi một tí nha, lửng vàng 90k. Kiều Võ đơn hôm qua gửi luôn. Rồi ok Kiều Võ. Rồi lửng vàng 90k. Rồi có mấy màu nha. Lửng vàng 90k. Rồi lửng đen 90k. 40-57kg. Lê Vũ lửng vàng 90k. Nguyễn Hậu lửng đen 90k. Mộng Nghi lửng đen 90k. Rồi cái này mình ghi cho tiếp mà những vàng để coi còn không còn. Lửng vàng 90k Thị Nga Nguyễn. Lửng kem 90k Lệ Phạm. Bộ mặt chốt Lệ Phạm. Rồi mình ghi cho tiếp lửng hồng da nha. Lửng hồng da 90k. Hồi nãy hồng tươi ha, màu này màu hồng da nha. Rồi lửng hồng da 90k. Rồi lửng hồng da 90k.
Rồi màu này màu hồng da, hồi nãy hồng tươi. Màu này màu hồng da nha. Rồi lửng hồng da 90k. Rồi lửng đỏ 90k. Lửng đỏ 90k. 40 đến 57kg. Lửng hồng da 90k cho Phạm Liên. Rồi lửng đỏ 90k. Rồi lấy liền tiếp nha. Đây, lửng đỏ 90k. Rồi lửng vàng bi nè, 90k khách ơi. Lan Thảo mua hàng kèm số khách. Mình mới mình kèm số vô khách ơi. À cái bộ này chín tóc. Bộ này là chín tóc nha cả nhà. Chín tóc vàng nha. Chín tóc này 95.000 đi. Lửng đỏ 90k cho VV. Rồi chín tóc vàng cái này chín tóc nha. Chín tóc vàng 95k nha, chín tóc vàng 95k. Quá trời đẹp, chín tóc vàng. Họ lửng thì là tới đầu gối ha. Chín tóc vàng 95k, chín tóc vàng 95k nhìn tiếp nha, chín tóc vàng. Chín tóc vàng. Chín tóc vàng mấy chị ơi, chú cũng mã nhìn tiếp chín tóc cam. Rồi chín tóc là 95.000, chín tóc vàng, chín tóc cam. Ánh Tuyết mua hàng kèm số, khách mới hàng số em mới chốt. Chín tóc vàng, chín tóc cam nha, 95.000, chín tóc vàng, chín tóc cam. Rồi cái này lửng nè, đó, lửng là tới đầu gối thôi, lửng đen 90k. Lửng đen 90k, chín tóc cam cho Ngọc Mai 95.000. Rồi tiếp còn chín tóc vàng nha, chín tóc vàng, còn cái này là lửng đen. Đó, tại vì nó nhiều loại. Rồi chín tóc vàng. Chín tóc vàng nhìn tiếp nha. Chín tóc vàng, chín tóc cam còn luôn ha. 95k, chín tóc vàng, chín tóc cam. Mấy màu thôi. Chín tóc vàng, chín tóc cam. Rồi có mấy màu thôi nha khách. Rồi ở đây chứ không có bán 45kg VV. Không có bán hàng 45kg nha. Cái lửng măng gồ mình còn đâu đúng không cô? Hết rồi hả? Cái chín tóc này cũng 90.000. Chín tóc 95.000. Chín tóc 95.000. Mai Hoàng chín tóc cam là 95.000 nha khách. Còn lại lửng đen là 90 nha. À, Mai Hoàng lửng đen là 90k. Còn chín tóc cam là 95k. Ngọc Yến Nguyễn không có 53kg, không có 53kg. Hàng may sẵn 45 cho đến 57kg. Ok thì chốt nha. Không có chính xác 53kg. Mấy chị mua hàng may sẵn mà mấy chị kêu lấy số ký hay mấy chị đâu có đâu. May sẵn là có một cỡ một thôi. Cục lụa đây nè cô. Đây cục lụa nè. À, Phạm Thị Bích Liên 425. Rồi cái này lụa 2 tầng nha. 85.000. Lụa 2 tầng 85.000. Rồi cái này là
45 cho đến là 58 kg. Rồi mình ghi cho tí là lửng hồng dâu. Cái này lụa nha khách. Lửng hồng dâu nha. 45 cho đến là 58 kg. Rồi xả luôn 85.000, xả luôn 85.000. Rồi. Rồi Phạm Liên. 425.000 phải không khách? Lửng đen cho Thiên Nga Nguyễn. Lê Lương My lửng hồng, lửng cam, lửng đen. Lửng kem, lửng đen, lửng hồng. Rồi ok khách. 90.000 bộ. Rồi đây. Bộ mặt lửng kem. Rồi Lê Lương My là khách cũ có địa chỉ rồi, khách khỏi lên địa chỉ nữa nha. Rồi bộ màu lửng kem 90.000, băng gồ 90. Rồi bây giờ cái này là lụa, lụa thì tiếp sale 85.000. Rồi mình ghi cho tiếp là lửng hồng dâu 45 đến 58 kg nha, lửng hồng dâu. Bộ lụa nha, bộ lụa. Lửng hồng dâu 85.000. Lửng hồng dâu. Rồi Phạm Liên nè, Phạm Liên là khách chuyển khoản, tiếp mới vừa đọc tên nè. 425 nha, đi vô 425. Rồi ghi cho tiếp là lửng hồng hoa 45 đến 58 kg. Rồi lửng hồng hoa 45 đến 58 kg. Rồi 85.000 lửng hồng hoa 45 đến 58 kg. Lửng hồng hoa, lửng hồng dâu Hạnh Nguyên 85.000. Rồi lửng tím nhạt, lửng kem ly vỏ 90.000. Lửng kem là giống tiết mặt 90.000. Rồi lửng tím nhạt 85.000. 58 kg cho lại. Cao gọn 60 kg mình mặc được luôn nha. Lửng tím nhạt. Lửng tím nhạt 85.000. Cái này là bộ lụa nha. Bộ em mặc là lửng kem 90.000. Bộ em màu là lửng kem. Màu kem màu hồng, màu đen. Ba màu. Kem hồng đen 90.000 bộ. Chất vải măng gồ. Rồi mình ghi cho tiếp là lửng tím cà, hoặc tím nhẹ, còn này tím cà đi ha. 85.000. Lửng tím cà 85.000. Rồi lửng tím cà nha, 85.000 bộ lửng tím cà. 85.000. Vi Nguyễn mới lấy lửng kem với lửng đen. Rồi ok Vi Nguyễn. Lửng đen với lửng kem 90.000 bộ. Cái này là măng gồ nha. Rồi 45 cho đến 57 kg. Không có chính xác 52 kg. Ok thì chốt nha, giờ kêu lấy. Mấy chị mua hàng may sẵn mà mấy chị kêu lấy xong mấy ký mấy chị không. Rồi đâu mà ra. Hàng có một cỡ thôi, chịu thì chốt. Đã hàng là hàng may sẵn là báo 45 cho đến là 57 kg rồi. Đi Nguyễn là bỏ ra rồi nha. Lửng tím cà, Hằng Nguyễn nhớ ghi lửng vô chị ơi. Đặt hàng rõ giùm em đi mấy chị. Mua đồ may sẵn mà cứ lấy, cứ bắt lấy theo số ký của khách là tí không có lấy được đâu. Hàng may sẵn tí đã báo rồi 45 cho đến là 58 kg. Rồi ok thì mình hãy chốt. Hồ Hà em mới nhận áo khoác có hôn đẹp lắm chết. Rồi cảm ơn Hồ Hà. Rồi ghi cho tí lửng ngọc. Mua hàng may sẵn mà cứ bắt lấy theo số ký không. Rồi lấy đâu mấy chị đi may đo đi thì theo số ký kích cỡ mấy chị. Ở đây em đã báo từng bộ 45 đến 57 kg. Rồi mình chịu thì mình chốt thôi, chứ em không có lấy theo số ký với khách được. Hàng may sẵn làm sao mà một chị 50 kg, một chị 52 kg, một chị 55 kg, làm sao lấy chính xác hay số ký mấy chị. Chưa kể mấy chị thấp hay cao nữa. Rồi ghi cho tiếng lửng ngọc.
mình mua mình phải hiểu là mình mua cái hàng may sẵn và người ta đã may theo một cái kích cỡ thôi, không phải là tha may theo mấy chị đâu, mà mấy chị cứ vô ở lấy em 52 kg, lấy em 50 kg, ở đây em chỉ có một cỡ 45 đến 58 kg, kiểu thì chốt rồi. Lửng ngọc 40 cho đến là 58 kg, lửng ngọc 85 nghìn. Lửng biển 40 đến 58 kg, lửng biển 85 nghìn. Mua hàng may sẵn mà cứ bắt người ta phải lấy hay xúc ký của mình, làm sao lấy được mấy chị. Rồi lửng biển 58 kg trở lại, lửng biển 45 đến 58 kg, lửng biển. Rồi lửng bi hồng 40 đến 58 kg, lửng bi hồng 40 đến 58 kg, lửng bi hồng 85 nghìn bộ. Rồi mấy chị khách mới đặt hai bộ giùm tiếp nha, đặt hai bộ giùm tiếp nha, một bộ bên tiếp không có gọi nha. Lửng xanh đen 40 đến 58 kg, lửng xanh đen 40 đến 58 kg, lửng xanh đen 85 nghìn, lửng xanh đen. Rồi lửng hồng nhẹ 40 đến 58 kg, lửng hồng nhẹ 40 đến 58 kg, lửng hồng nhẹ, lửng hồng nhẹ. Rồi lửng đỏ 40 đến 58 kg, loan lê với lửng hồng. Rồi 85 nghìn, loan lê với lửng hồng 85 nghìn. Rồi đặt hàng hai bộ nha mấy chị khách mới, hai bộ mới gọi chốt, một bộ không có gọi nha. Rồi lửng đỏ thì tiếp nha, 58 kg cho lại lửng đỏ 58 chứ chà. 10 phút nữa tiếp nghỉ nha. Chị nào mình chốt một bộ mình gán chốt giùm tiếp nha. Hai bộ gửi nè, một bộ không có gửi nha. Một bộ không có gọi nha khách. Loan lê xả đi không phải. Rồi không phải thì thôi chị. Bộ đó là em đặt một lửng hồng. Không phải thôi bỏ ra. Rồi, xả nha. Đặt lung tung quá. Lửng hồng hoa cho chị Lê Lung My. Lửng hồng hoa. Lửng ngọc, lửng hồng nhẹ. Rồi ok chị Lê Lung My. 85.000 một. Rồi ok chị. Không có giao chung Ngọc Mai. Rồi Abigo mua hàng kèm số. Tường Vi gọi nhiều lần không nghe máy. Rồi mua hàng thì cọc lại mới chốt nha. Tường Vi nè, gọi chốt đơn không có nghe máy, bây giờ mua hàng thì cọc em mới chốt lại nha. Abigo lửng hồng bi. Rồi lửng vàng. Lửng vàng khách ơi, 40 cho đến 58 kg, 85 nghìn một. Rồi ghi dùm tiếp lửng vàng. Chị Lê Luân My đặt hai lần. Chị ở hai người khác nhau là sao chị? Bây giờ cái mã chị đặt sao em lấy vậy đó. Còn hai người khác nhau là em không biết nha. Em chỉ biết Facebook của chị là Lê Luân My thôi. Chứ bây giờ chị nói hai người là em không biết nha chị. Ở đây em chỉ thấy Facebook Lê Luân My thì em biết chị thôi. Rồi lửng vàng giùm em. Lửng vàng nha, lửng vàng 58 kg cho lại.
Rồi thì chị Lê Lương My, em đọc tên chị đó, chị có 6 bộ. Mỗi lần là 3 bộ, 2 lần là 6 bộ. Cái cánh dời để gì để lát rồi mình tiếp nó. Đựng nỏ cánh dời, đựng nỏ cánh dời, đựng nỏ cánh dời ở ngoài nữa, đựng nỏ cánh dời. Rồi Mai Túy, lửng đỏ cánh dơi nè em. Đây lửng đỏ cánh dơi 105.000. Rồi ok chị Lê Lương My nha. Rồi đây lửng đỏ cánh dơi. Phải bộ này không em ơi, phải bộ này không em? Lửng đỏ cánh dơi nè, phải bộ này không? Cái sao lai qua mấy mã rồi đó, đỏ nãy đọc mấy cái mã đỏ cho nên giờ phải hỏi lại cho chắc. Chị Công Hậu ơi, ở đâu ghi miễn ship vậy chị? Ở đâu chữ nào mà ghi miễn ship mà nhào vô hỏi miễn ship vậy? Lửng bi xanh không có nha, bi xanh là đùi, bi xanh là đùi không có lửng. Bi xanh là đùi, đùi 75.000. Bi xanh là đùi nha, đùi là 75.000. Đùi bi xanh, đùi bi xanh. Rồi không có lai đầm hết, không có lai đầm. Rồi Mai Tuyết là lấy đây em lửng đỏ cánh dơi cho em, lửng đỏ cánh dơi. Cái này là đùi khách không phải là lửng. Đùi bi xanh ha, bằng lăng tím đùi bi xanh này 75.000 ha, 75.000. Đùi bi xanh 75.000. Rồi Mai Tuyết là gửi em luôn phải không? Ok nha, gửi luôn khỏi gọi ha. Rồi lửng biển, rồi lửng biển mình tiếp nha. 58 ký rồi, 85.000 lửng biển. Rồi bi xanh chị chốt luôn rồi, bi xanh chị chốt luôn rồi em ơi. Rồi mã này ghi cho tiết lửng biển, lửng biển nha, lửng biển nhìn tí. Lửng biển, lửng biển. Chị ơi, chị Công Hậu nói chị nghe nè chị, mình ngồi ở nhà mình sướng quá rồi chị, mà cứ xả phải sao mà cứ phải miễn ship vậy? Người ta đi giao hàng người ta cũng giao bằng, người ta chạy xe người ta cũng giao bằng xăng chứ đâu phải là người ta đổ nước người ta chạy đâu, mà cứ sao mà chưa có mua vô, chưa có đặt gì hết trơn là bay vô hỏi miễn ship rồi. Không lẽ có tiền mua đồ mà không lẽ không có tiền trả ship đâu, mà đồ ở đây sale có mấy chục ngàn mà chưa có mua thôi chị hết trơn bay vô là hỏi miễn ship. Sợ tốn ship quá thì thôi mình đừng có đặt. Mấy chị nghĩ đi, shipper người ta đi người ta đổ xăng, ta đi trời nắng trời mưa, mấy chị ngồi ở nhà mấy chị phè phỏng vậy nè đó, mấy chị nhận hàng sao mấy chị nghĩ cho mấy chị không, mấy chị ích kỷ quá vậy hả? Mình không nghĩ ra, shipper người ta cũng làm bằng mồ hôi công sức người ta chứ đâu phải là người ta đổ nước vô rồi người ta bay tới người ta đưa đồ cho chị đâu. Ngồi ở nhà phè phỏng vậy nè, rồi người ta giao tận tay vậy nè, rồi không biết công sức của người ta 30.000 bự quá à, lớn quá à, cứ là phải vô là phải miễn ship, vô là phải miễn ship. Mua đồ thì đồ sale phải chi mua hàng 500-700.000 á, người ta miễn ship không nói, mua được đồ mấy trăm ngàn có 30.000 dặn ra không nổi hả?
lửng biển Abingo. Ủa shipper, shipper ủa, không phải con người hả? Ăn nói mắng, ủa chị có nhân cách lắm hả? Chị có nhân cách lắm sao chị nói người ta? Chị nhìn lại chị có nhân cách chưa? Chị coi 30.000 của chị như cái bánh xe bò vậy đó. Chị có nhân cách không? Mà chị nói người khác. Cái nào chị có nhân cách đi, chị hả nói người khác. Mình chưa có là cái gì hết trơn mà mình nói ai. Nhân cách chị rẻ hơn 30.000 á. Ở đó nói không có nhân cách. Coi 30.000 như bánh xe bò vậy. Chắc ăn nói có duyên lắm mà nói người khác. Rồi đi cho đấy lửng nỏ nhí. Lửng nỏ nhí. Lửng nỏ nhí mình tiếp nha, 85.000. Cái miệng này gặp chị á, nói mới vừa á, cái miệng này gặp chị nói mới vừa. Chứ mấy người khác sao không nói chi nói chị. Sao mấy người khác em không nói em nói chị như thế nào mới nói chị. Lớn mà để nhỏ nó nói thì nhìn lại coi, nhìn lại mình như thế nào. Lửng nỏ nhí với Thi Quỳnh. Làm như mình tốt lành lắm nha, mình đi nói người ta mất nhân cách. Trời ơi, chắc chị có nhân cách lắm à. Nói cho người ta hiểu đi chị, tôi nghe ai miễn ship tôi không thích. Đây ha, shipper ha, người ta đi nắng đi mưa ha, trời mưa trời gió trời dông người ta vẫn giao cho mình. Mình ngồi trong nhà, mình ngồi mình rảnh, mình hẳn mình hơi, mình cầm điện thoại mình bấm mình chọn cái mình có đồ đẹp mình mặc. Mình bỏ ra 30.000 của mình bự quá à, bự dữ lắm. Đó, bự dữ lắm. Mà mấy mẹ làm như mấy mẹ tốt lành lắm nha. Mấy mẹ vô mấy mẹ nói người ta ai này kia kia nọ. Mình có tốt lành chưa mà mình nói người ta. Khi nào mình quá tốt đi, tốt thì tự người khác biết, cũng không cần ai phải nói hết. Trời ơi, người ta cũng đi làm cực khổ, người ta giao hàng tới nơi tuốt ở bao xa, ở vùng sâu vùng xa người ta cũng giao tới. Chứ đâu phải là hả người ta đi máy bay đi trực thăng cái dèo cái là tới nhà của mấy chị đâu. Rồi làm như mình tốt lành lắm vậy, mình đi nói người ta dạ đời người ta tốt lành chưa, có chứng nhận là tốt lành chưa. Lửng tím hết, lửng tím. Mua đồ bên em nè có mấy chục ngàn, rẻ như rẻ thúi vậy đó. Mà cứ bay vô cái miễn ship, miễn ship. Sợ tốn tiền ship quá khỏi mặc đồ. Khỏi mặc đồ. Sợ tốn quá khỏi mặc đồ. Về lấy báo đồ đó quấn vô. Lấy lá cây đồ quấn vô. Ủi có tốn tiền ship. Lửng tím. Phải chi em bán một bộ đồ á, mà thí dụ như 300-400 ngàn đi, thì miễn ship, điều đó có thể xảy ra. Bán nhiều, có lời nhiều thì người ta miễn ship được. Trời ơi, bán có mấy chục ngàn à mấy má. Bán có mấy chục ngàn à. Chắc tôi lời 100 ngàn bộ quá à. Bởi vì cứ là nhào vô cái là miễn ship không à. Bán độ 115 ngàn, chắc lời 100 ngàn trong đó rồi. Cho nên là cứ bay vô là miễn ship không à. Giờ tại sao không lưu, không bắt máy nhiều lần, tại sao không lưu để mới cho chốt? Mấy tay em định hôm qua em kia đưa chị Quanh đó. Mà tại em thấy có lần mà em nhớ, tự nhiên nhớ mấy máy tên bả.
Cái gì hôm qua là em gọi bà nữa là định coi bà có nghe máy cái điện thoại bà khách quen á. Hôm qua giờ bà cũng nghe máy. Rồi, Minh Thu nè, cả chục bộ đồ gọi hoài không nghe máy. Rồi, không nghe máy thì giờ em xả đi, rồi em nấu anh luôn cho chị. Chị biết gì là đồ to mới qua đặt 7 bộ xả luôn. Xả hết. Chứ giờ khách không nghe máy biết người ta có lấy hay không. Lẫn tím cho Nguyễn Hậu. Rồi Minh Thu đặt từ năm tây tới giờ gọi hoài không nghe máy, mà lên like thì cứ đặt, mà bên em gọi không nghe máy. Rồi em xả hàng ra nha, là coi như là mình kết thúc từ đây ha. Đó, chứ bây giờ lấy không lấy cũng không nghe máy, cũng không nói năng gì. Gọi với A ý ơi, từ năm tây tới giờ không nghe máy mà cứ lên like đặt Minh Thu nha. Rồi ghi cho tí là lửng cam sữa, lửng cam sữa, lửng cam sữa 58, chỉ cho là 85.000 lửng cam sữa. Lửng cam sữa 85.000 lửng cam sữa. Thi Quỳnh lấy lửng cam sữa. Đó nè, bán có 85.000, 90.000 mà cứ đòi miễn phí. Trời ơi, chắc em lời 80.000 bộ, 85.000 em lời 80.000 mấy chị, cho nên cứ mua vô mua là đòi miễn phí. Lời quá mà, bán 85.000 lời 80.000. Lời quá trời luôn á, cho nên là vô gặp em là phải miễn phí thôi. Rồi lửng đỏ. Lửng đỏ giùm tiếp luôn. 58 ký trở lại. Đây, đó, nói chính thức luôn nha, 85.000 là lời tới 80.000 lận đó, cho nên là cứ phải miễn ship thôi. Ai vô cái là miễn ship, vô miễn ship, không biết bán đồ mặc được hay không mà cứ là miễn ship trước đi rồi tính sao. Thì Dương ba bộ đi đơn, ok thì Dương nha, lửng cam sữa tiếp hết rồi khách. Hết rồi nha, con bộ à. Lửng đỏ. Rồi lửng xanh đen 58 ký trở lại 85.000. 85.000 lửng xanh đen. Rồi 58 ký trở lại 85.000 lửng xanh đen. Rồi lửng hồng, lửng hồng. Hôm qua em đặt ba bộ thì con có, chị có đọc tên em không? Có đọc tên có đồ không? Đọc không có. Rồi lửng hồng 58 ký trở lại 85.000 lửng hồng. 58 ký trở lại 85.000 lửng hồng. Rồi lửng xanh nhí nha, hoa nhí thì như thế này 58 ký trở lại 85.000 lửng xanh nhí. 58 ký trở lại 85.000 lửng xanh nhí. Của em mặc là lửng kem. Lửng kem này 90 chị mango nha. Còn em đang like cái này là lụa. Hà Giang hôm qua chốt hai bộ chưa gọi tới em. Ủa Hà Giang này Vietnam. Đưa cho Hải cái Hà Giang này bên Vietnam. Rồi Hà Giang đợi tí kiểm tra nha. Lửng xanh đen Lương Ngọc Ánh Kim. Vô hạ vô hỏi Hải sao có gọi được khách không. Rồi ok à, Lương Ngọc Ánh Kim lửng xanh đen 85.000. Rồi lửng xanh biển 58 ký trở lại mấy tình yêu ơi, 58 ký trở lại. Rồi Lương Ngọc Ánh Kim nhớ ghi lửng giùm tiếp nha. Ai đang like bộ lửng nha. Đó, mình nhớ ghi lửng vô nha khách. Mua lửng ghi lửng nha. Rồi lửng xanh nhí Lương Ngọc Ánh Kim 85.000, cái này ghi cho tiếp là lửng xanh biển. 58 ký trở lại 85.000 lửng xanh biển.
Rồi lẫn hồng chối cho Ngọc Đặng. Rồi 85.000 lẫn hồng. Mã này mình ghi cho tí là lẫn xanh biển 85.000 nha. 58 cái chưa. Lẫn xanh biển 85.000. Lẫn xanh biển. Trời ơi, bữa nay sao em gặp mấy chị nhiều chuyện. Chị Nguyễn, chị Phạm Điệp ơi, chị bớt nhiều chuyện đi. Không mua hàng thì thôi, đừng có quánh giá người khác nha. Bớt nhiều chuyện cái chị, bớt khẩu nghiệp cái chị nha. Em thấy chị cũng khẩu nghiệp rồi đó. Lẫn xanh nhí tiếc hả. Bây giờ vô like nè. Thích thì coi, không thích ra khỏi like. Bớt nhiều chuyện, bớt khẩu nghiệp nha. Cấm khẩu nghiệp ở đây. Thích coi thì coi, còn không thích ra khỏi like. Rồi lẫn đỏ nhí. Lẫn đỏ nhí. Ở đây là lên bán đồ chứ không phải là lên là người mẫu hoa hậu gì đâu, mà phải là điệu đà với mấy chị. Em người, con người em sao là nên như vậy thôi. Còn mấy chị không thích thì mấy chị ra khỏi like. Không có ai ép buộc mấy chị coi để mấy chị nhiều chuyện ở đây. Rồi lẫn nỏ nhí 58 chứ là em nói để cho những chị nhiều chuyện bớt nhiều chuyện. Là mình tập cái tánh là bình tâm đi, người ta làm gì kệ người ta, không liên quan mình là được. Ngọc Đặng lẫn nỏ nhí. Cái thời gian rảnh đi về lo cho chồng con đi, đừng có vô like rồi nói người này nói người nọ. Không thích ra khỏi like, biếu. Lẫn hồng 58 ký chứ là. Lẫn hồng 58 ký chứ là. Rồi 85.000 lẫn hồng. Xanh nhí tiết chốt rồi Thi Lê ơi, lẫn xanh nhí tiết chốt rồi. Rồi mình chốt lại cho tí là lẫn xanh đen. Lửng xanh đen 58 ký trở lại. Lửng xanh đen mỗi mặt 60 ký không vừa chị, mỗi mặt 57 ký trở lại nha chị. Lửng xanh đen 58 ký trở lại. Lửng xanh đen 58 ký trở lại. Lửng xanh đen. Rồi lửng cam 58 chứ chứ lại lửng cam 85.000 lửng cam 85.000. Rồi ghi dùm tiếp là lửng cam nha. 85.000 lửng cam. Lửng hồng chốt cho Liễu Nguyễn. Rồi ok khác nha. 85.000. Rồi cái này khác ghi cho tiếp là lửng bi 58 ký cho lại. 85.000 lẫn bi 58 ký cho lại. 85.000 lẫn bi. Bi này là xanh đen nha. Rồi lẫn bi 85.000. Bộ đang mặc, bộ đang mặc 90.000 nha Liễu Nguyễn ha. Bộ đang mặc là mango nha. Mango là 90. Bộ đang mặc là 90. Còn cái bộ hồi nãy là 85. Lẫn bi cho Mỹ Hương. Rồi 85.000 lẫn bi cho Mỹ Hương 85.000. Lẫn cam cho Liễu Nguyễn 85.000. Lẫn bi tiếp hết rồi. Lẫn bi tiếp có một bộ thôi. Rồi lẫn ngọc. Lẫn ngọc nha 58 ký cho lại. 85.000 lẫn ngọc 58 ký cho lại. 85.000 lẫn ngọc 58 ký chưa. 85.000 lẫn ngọc. Rồi lẫn cam. Lẫn cam đất Thanh Hoàng có lẫn ngọc. Rồi 85.000. Rồi lẫn cam đất 58 ký chưa. 85.000 lẫn cam đất.
rồi quần dài lai qua rồi khách, quần dài lai qua rồi. Mình ghi cho tí là lửng cam đất, lửng ngọc, tiết hót rồi khách ơi. Ngọc tí còn ngọc nhí nha, tí còn ngọc nhí nha. Lửng ngọc đó hết rồi. Thanh hoàng lửng cam đất. Rồi, 65 ký tí không có chị. Rồi, cái này mình ghi cho tí là lửng cam đất tí còn bộ. Lửng cam đất tí còn bộ. Rồi, bây giờ tí còn lửng ngọc nhí. Ngọc kia tiết hết nha, cái này lửng ngọc nhí, hoa nhí 45 cho đến 58 kg. Rồi 85 nghìn. 45 cho đến 58 kg, 85 nghìn. Lửng ngọc nhí nha. Cái ngọc kia hết rồi, còn ngọc nhí. Ngọc kia tiết hết chứ còn ngọc nhí nha. Rồi lửng tím nhí, lửng cam đất cho Liễu Nguyễn. Rồi ok hết. Lấy giấy nè. Rồi lửng ngọc nhí, lửng tím nhí, hoa nhí nhí như thế này. Rồi 45 cho đến là 58 kg. Rồi dương mũi lấy lửng ngọc nhí. Rồi 85 nghìn. Rồi lửng tím nhí. Rồi 45 cho đến là 58 kg, 85 nghìn lửng tím nhí. Ngọc nhí tiết hết, hết ngọc nhí. Lửng tím nhí, lửng vàng nhí. Rồi lửng vàng nhí 45 cho đến 58 kg. Rồi 85 nghìn lửng vàng nhí. Rồi tiếp còn lửng tím nhí, lửng vàng nhí nha. 45 cho đến 58 kg, 85 nghìn. À còn bộ bi đỏ nè. Cẩm Hà Lê Thị với lửng tím nhí. Rồi 45 cho đến 58 kg. Rồi lửng vàng nhí 45 đến 58 kg. Rồi mình ghi cho tí là lửng bi đỏ nha. 45 đến 58 kg. Rồi 85 nghìn. 45 đến 58 kg, 85 nghìn. Lửng vàng nhí cho Thảo Thảo. Rồi 85 nghìn. Mã này ghi cho tí lửng bi đỏ. Lửng vàng nhí vàng nhí tiết hết rồi. Hết rồi khách ơi. Còn tím nhí thôi nha. Rồi lửng tím nhí cho Phan Huyền. Phan Huyền lửng tím nhí. Rồi ok Phan Huyền. Lấy giấy thôi. Rồi cái này mình ghi dùm tiếng lửng bi đỏ nha. 45 cho đến 58 kg. Rồi bây giờ tiếp còn lửng xanh nhí với lửng đỏ nhí. Tím nhí tiết hết. Em mặc 58 chứ không vừa chị. Em mặc 57 ký trở lại. Rồi cái này ghi chứ lửng xanh nhí, dương mũi lấy lửng bi đỏ. Rồi 85 nghìn. Rồi cái này mình ghi dịch tiết là lửng xanh nhí nha. Lửng xanh nhí. Lửng xanh nhí nha. 45 cho đến 58 ký. Rồi 85 nghìn lửng xanh nhí. Rồi lửng đỏ nhí 45 đến 58 kg, bi đỏ tiết hết nha. Lửng xanh nhí, lửng đỏ nhí 45 đến 58 kg. Rồi 85 nghìn. Rồi lửng đỏ nhí 45 đến 58 kg. Đây, bi đây còn bi tí còn bi xanh, bi cam sữa hay gì. À cái này đùi hết rồi. Lửng đỏ nhí Cẩm Hà Lê Thị. À, em mặc còn màu hồng với màu đen. Lửng hồng lửng đen nha chị. Lửng hồng lửng đen 90.000 bộ. Rồi em mặc là còn lửng hồng với lửng đen. Rồi 90.000 bộ nha. Lửng đen lửng hồng. Rồi cái này đùi hết rồi. Đùi 75.000 thôi nè. Cái này đùi nha. Đùi bi xanh đùi thì 75.000. Đùi thì 75.000 nha, bộ lụa. Rồi đồ dài em like qua rồi chị. Bây giờ em còn like đùi với lửng. Rồi đùi bi xanh nha, đùi bi xanh 75.000.
Rồi đùi bi hồng 75.000. Đùi bi hồng 75.000. Rồi em mặc màu hồng cho Liễu Nguyễn 90.000. Đùi bi xanh cho Chuyên Quỳnh. Bi xanh lấy bộ này, bộ kia nó bị dính dơ bỏ ra. À Chuyên Quỳnh, bây giờ bi xanh là cái còn bản vậy à, khách chịu không? Bi xanh cái còn bản, cái dây kia là nó bị dơ rồi, cái bỏ ra rồi. Đó, Chuyên Quỳnh chịu thì ok dùm tiếp ha. Bản như thế này không có dây, cái dây là bị lỗi thôi. Rồi cái này mình ghi. Rồi Cẩm Hà Lê Thị, địa chỉ ở đây luôn đi em, trên like này luôn đi. Rồi đùi bi hồng với Dương Muội 75.000. À, bi xanh, khoan khoan, bi xanh mà dây phải không? Rồi đây Chuyên Quỳnh nè, bi xanh mà dây có luôn nè. Đây Chuyên Quỳnh lấy dây cho bồ luôn nè. Đó, 75.000 nha, bộ đùi 75.000. Xanh bi đùi Thu Cúc chứ còn bản nha khách nha. Còn loại bản như thế này nha khách ơi. Đây này tí còn bản vậy nha. Đó hết dây à. Thu Cúc nha, bản vậy nha. Rồi 75.000. Bi xanh và bi hồng bây giờ hết hồng. Bây giờ còn bi cam sữa. Bi cam, rồi Phương Đỗ lấy bi cam sữa thôi. Giờ bi xanh cho Phương Đỗ cái đi. Bi xanh 75.000, ok nè. Bi xanh 75.000. 58 kg trở lại nha Thanh Hoàng ơi. Phương Đỗ tí hết hồng rồi, tí còn bi cam sữa được không? Rồi Thu Cúc ok, lửng đen cho Phan Huyền. Lửng đen này là 90. Rồi tí còn bi cam sữa nè. Tiếp hết bi hồng, bi vàng với Thanh Hoàng. Rồi 75.000. Rồi Liễu Nguyễn khách mới về, cố gắng nghe điện thoại em tiếp nha. Lần đầu tiên mua hàng mình nghe để coi số điện thoại có gọi được không nha khách. Rồi Phương Đỗ bi cam sữa ok khách nha, 75.000. Rồi bi cam sữa còn bộ nha khách ơi. Bi cam sữa 75.000. Rồi Cẩm Hà Lê Thị này, địa chỉ mới đó Phương ơi. Liễu Nguyễn bi cam sữa, lửng đen với Phi Vân, lửng đen 90 nha tình yêu ơi, lửng đen là 90. Rồi lửng đen 90k, bi cam sữa hết rồi khách, hết rồi nha. Bây giờ còn bông nha, à còn bi xanh đen. Mộng Nhi em ơi, bây giờ chị like nè, em chọn đi đó, em chọn giùm chị chứ, chứ giờ em nói một bộ lửng chứ không biết bộ nào em ơi. Đó chị like thì em chọn cho dễ nha. Bi xanh đen nè, 75.000. Rồi bi xanh đen nhìn tiếp nha, 75.000. Quần đùi tiếp sale 75.000 luôn. Mẫu tiết mặt nha, màu kem, còn màu hồng. Mẫu tiết mặt là mango ha, mango 90. Chuyên Quỳnh bi xanh đen, bộ tiết mặt là lửng kem như kim ngân 90.000. Bi xanh đen hết, bộ tiết mặt là lửng kem nè, lửng kem nha, 90.000 nha. Cái này là măng gồ ha, măng gồ lửng kem, lửng hồng, lửng đen có 3 màu, 90.000 bộ. Lửng đen, lửng hồng, lửng đen, lửng hồng, lửng kem. Rồi cái này là măng gồ 290.000, giá sale. Bi xanh đen hết rồi, bây giờ còn bông hoa không. Rồi mình ghi trên tí là đùi cam sữa nha, 58 kg rồi, 75.000. Đùi cam sữa có 2 bộ. Quần đùi dây 2 tầng lấy cho chị 5 bông 5 bộ. Rồi chị Yến Trần ơi, bây giờ tiết dơ lên cho chị coi nha. Đây rồi tiết lấy cho chị à. Rồi lửng kem tiết lấy Phi Vân 90.000. Rồi chị Yến Trần 5 bộ nè, 1 bộ. Rồi chị Yến Trần nhìn tiếp nha, 1 bộ nè. Rồi 2 bộ đó, 5 bộ 5 màu 5 bông.
hai bộ nè, rồi ba bộ, rồi yến trần ba bộ nè, bốn bộ. Màu hồng có chưa? Chưa có thôi. Rồi rồi năm bộ nha chị. Chị Phi Vân, khách mới, chị nghe điện thoại mới gửi hàng cho chị nha, tại chị không có địa chỉ mà bây giờ chị không nghe máy là đồ của mình không có chốt được là xả ra nha chị. Mộng Nghi lấy lửng hồng rồi 90.000. Mộng Nghi lấy lửng hồng, đùi cam sữa. Rồi chị Yến Tròn em dơ 5 bộ cho chị đó chị. Rồi cái này mình ghi cho tiếp đùi cam sữa nha, 75.000 đùi cam sữa. Phi Vân khách cũ. Chị ơi bây giờ là máy bên em nó làm lại cho nên là bên chị bị mất thông tin đó, chị thông cảm. Chị nghe điện thoại bên em để bên em ghi lại địa chỉ nha chị, còn không thì chị cho lại em địa chỉ luôn nha. Rồi chị ơi Yến Trần ok chị. Rồi mình ghi cho tí là đùi tím. Đùi tím nha, 58 ký chờ 75.000. Đùi tím 58 ký chưa? 75.000 đùi tím. Đùi cam sữa, đùi tím. Rồi, đùi hồng, đùi xanh đen, đùi xanh biển, đùi vàng. Đây. Còn mấy màu. Đùi tím cho thu cút 75.000. Rồi, không có size lớn chị. Đó, cái này lửng. Đây lẫn này lẫn nó chết, này lẫn. Đùi tím hết luôn, hết đùi tím. Đây đây đây. À cái này lẫn rồi nó chị, vậy là đùi em hết tím. Pyjama đùi lai qua rồi em ơi, bây giờ sắp nghỉ không quay lại được nha. Đây đùi tiếp hết rồi. Đùi xanh đen. Đùi xanh đen, đùi xanh đen. Hết tím, hết tím. Đùi xanh đen. Hết tím nha khách. Đùi gấu 58 chứ chờ 75.000. Đùi gấu 58 chứ chờ 75.000 đùi gấu. Chiên quỳnh có đùi xanh đen rồi 75.000 đùi gấu. Rồi mình ghi cho tiếp là đùi đen, đùi đen luôn, đùi đen cho chị Yến Trần. Đen này nha chị, đùi đen này nha chị. Đùi xanh đen còn bộ nha khách, đùi xanh đen còn bộ nha. Đùi xanh đen tiếp còn một. Rồi, hình như là đùi hết, đùi có 1 cục hết luôn. Sao? Bóc cục đùi ra, chốt đùi. À, Liễu Nguyễn ơi, mình khách mới đã 6 sản phẩm rồi, khách mình mua thêm mình cọc nha. Tại vì bên Tiến là quy định khách mới là chốt có ra 5-6 bộ thôi. 1 cục nữa, 2 cục. Rồi, đây. Còn cục đùi này nữa, nghỉ nha cả nhà. Rồi cái này thì nó hơi nhỏ xíu nha, 55-56 ký chứ lại. Mình ghi cho tiếng là bi xanh đen 75.000. Cái này hơi nhỏ nha, 55-56 ký chứ lại thôi. Rồi ghi cho tiếng là bi xanh đen 55-56 ký chứ lại. Cái này nhỏ nha, cái kia thì nãy nó to hơn. Rồi bi xanh biển 55-56 ký chứ lại. Bi xanh biển 55-56 ký chưa? Bi xanh biển. Rồi, bi ngọc
55, 56 ký chưa ạ? Rồi chị Thu Cúc lấy thêm bộ đùi xanh đen. Rồi ok chị, gửi hàng cho chị Thu Cúc. Rồi chị Yến Trần có mấy màu này chị? Hồi nãy 6 bộ lấy 24 bộ. Rồi lấy 24 bộ cho chị. Chị Yến Trần nãy là chị lấy đùi đen rồi hả? Rồi bi xanh đen, lấy cho chị 4 nữa là 10. Rồi em lấy cho chị bi xanh biển nè. Bi xanh biển, bi hồng, bi xanh đen 3 bộ, bi vàng. Rồi lấy cho chị 4 bộ nó 10 bộ. Hai bộ lửng tầng. Rồi bây giờ để Tiết dơ bi cái Tiết quay lại lửng cái cho mình đủ đơn nha. Rồi bi xanh ngọc, xanh đen bi hả? Rồi chị Thu Cúc bỏ cái xanh đen hình ra đi, xanh đen bi. Chị Thu Cúc nè, rồi xanh đen bi cho chị nè, đổi hoa cho chị. Khoa Nguyễn có hàng kèm số hết thôi. Rồi em đổi cho Thu Cúc là bi xanh đen này đi chị. Rồi bi xanh ngọc, bi biển. Rồi để qua lửng cho khách chốt cho đủ, đủ đơn ha. Rồi lửng nè, lửng dơ lại cái cho mình chốt nha. Lửng thì còn có nhiêu màu thôi nha. Lửng xanh đen, lửng là 85.000. Lửng xanh đen 58 ký trở lại 85.000. Bi ngọc đùi cho loan thang 75.000. 75.000. Liễu Nguyễn. Rồi bạn xả nhiều quá là không có chốt hàng được nha bạn ơi. Bạn đặt mấy bộ đùi đó, bây giờ mà xả nhiều Tiếp không có chốt đơn được nha. Yến Trần em có lưu địa chỉ rồi chị, ở Định Quán Đồng Nai đúng không chị? Rồi mình lấy như cho Tiếp nè. Lửng xanh đen, Kim Quỳnh lấy lửng xanh đen. Rồi lửng xanh đen còn khách nào lấy thì mình cứ chốt thì Tiếp nha. Còn hai bộ nữa nè. Đó, còn mấy màu thôi. Lửng xanh đen 85.000 bộ, còn hai bộ. Lửng xanh đen nha, 85.000 bộ. Lửng xanh đen còn hai bộ, 85.000 bộ. Rồi ok chị Yến Trần, chị có mua hàng bên em rồi, bên em có lưu địa chỉ hết rồi chị. Rồi cái này ghi cho Tiếp lửng xanh biển. Lửng xanh biển hoa nhí nhí như thế này nha. Lửng xanh biển, Tiên Tiên lấy lửng xanh đen. Rồi 85.000. Cái này lửng xanh biển. Rồi lửng xanh biển 85.000. Lửng xanh biển, lửng vàng, lửng tím, lửng đỏ. Lửng hồng, đây lửng vàng. Rồi lửng vàng, bốn mươi lăm đến 58 ký lửng vàng, 45 đến 58 ký. Rồi 85.000 lửng đỏ. Rồi lửng đỏ luôn, 45 đến 58 ký, 85.000. Lửng tím, rồi lửng tím 45 đến 58 ký lửng tím. Lửng đỏ cho Chiên Quỳnh, lửng xanh biển cho Thảo Thảo. Rồi lửng đỏ, Tiên Tiên xanh đen lấy rồi mà, Tiên Tiên xanh đen lấy rồi mà. Rồi lửng xanh biển Thảo Thảo, xanh đen Tiên Tiên có rồi. Bộ mặt là lửng kem, bộ mặt 90.000 nha. Bộ màu là 90.000. Lửng kem, lửng hồng, lửng đen, măng gồ. Bộ mặt là măng gồ 90.000. Rồi lửng tím, rồi 85.000 lửng tím, 85.000.
đồng, 85.000, 58 ký cho bạn, 58 ký cho. Rồi lửng hồng 85.000, bộ mặt kem cho tiếp, bộ mặt kem, bộ mặt kem cho Lạc Phạm, rồi đưa màu hồng màu đen lên 90.000, đưa bộ hồng màu đen cho khách, hồng hồng tươi, hồng tươi, có hóa ngay tay xuống đó, nè nè nè, ừ, lửng hồng là 90.000, lửng hồng 90.000, lửng đen 90.000, chim quỳnh lấy lửng tím, rồi 85.000, rồi chim quỳnh gửi luôn. Rồi giống trước mặt, cái còn lửng hồng với lửng đen 90.000 nha. Đó là măng gồ nha cả nhà. Còn hai bộ nha. Rồi Khoa Nguyễn không có đơn, lửng hồng cho Lạc Phạm 90.000. Đó, măng gồ là 90. Măng gồ là 90. Rồi cả nhà có ai lấy gì nữa không? Tiếp tắt like nha. Rồi Tâm Ngô chế thôi, em không chốt được chế. Chế đặt hàng mà chế xả quá trời luôn. Chế đặt 8 bộ, chế xả 5 bộ rồi sao em bán cho chế được. Em không chốt nha chế. Đặt 8 bộ mà xả 5 bộ. Bán vậy em không có phục vụ chế được nha chế ơi. Lửng hồng chốt cho Phúc Hủ. Lửng hồng 90. Ủa, Phúc Hủ lấy loại nào? Loại giống tiết mặt hả? Giống tiết mặt là 90. Còn cái loại lụa này là 85. Mình lấy nào nãy đặt 28. Chế Tâm Ngô em không phục vụ chế nổi chế ơi. Đặt 8 bộ xả 5 bộ ai mà phục vụ cho nổi. Bộ nào bộ 90 hay bộ 85, tại tí đọc hai bộ đều là lửng hồng hết, nhưng mà cái này là măng gồ, cái kia là lụa. Đây còn bộ hồng da nữa à. Phúc Hổ lấy 90 rồi, ok nè, 90 là măng gồ. Rồi cái này là lửng đen 90 nè, lửng đen nhìn tiếp nha, 57 ký cho lại mình mặc được. Cái này là măng gồ cả nhà, măng gồ cho nên là 90. Đó, lửng đen, lửng kem, lửng hồng 90 là măng gồ nha. Rồi hết rồi chị Nguyên Trinh, hết rồi khách. Rồi cái này lửng hồng da luôn 90.000, lửng hồng da nha. Lửng đen cho Nguyễn Thị 90. Rồi mấy chế đẹp mới vô sao mình đặt dùm tiết hai bộ nha, tại tiết bán sale cho nên lại hai bộ mới chốt nha khách. Lửng hồng da cho hồng thấm, rồi đây màu hồng da, lửng hồng da cho hồng thấm. Cái này chính tóc. Rồi cái này chín tấc cam, nhìn tí thì 95.000. Con này chín tấc nha, còn hồi nãy là lửng nó tới đầu gối thôi. Đó, lửng giống chiếc mặt là tới đầu gối thôi nè. Tới đầu gối thôi nè. Còn cái này là nó lỡ lỡ nha. Rồi chốt cho tiếp nha. Chín tấc cam, lửng đang mặc cho Phúc Hữu. Rồi lửng đang mặc 90.000, 70 ký chứ không có thấp. Chín tấc cam nha, chín tấc cam, 95.000 thôi, 95.000. Chín tóc cam 95.000. Chín tóc vàng. Chín tóc vàng, chín tóc cam và chín tóc vàng. Rồi 95.000 mẫu chín tóc này nha khách. Chín tóc cam và chín tóc vàng. Đó là măng gồ nha. Rồi 57 ký trở lại mình mặc được. 57 ký trở lại mình mặc được. Rồi lấy thì ghi giùm tiếp nha. Đó, cái này chín tóc cũng có hai màu nữa. Rồi nghỉ mấy chị đẹp ơi. Rồi chị đẹp nào có kêu đi hàng báo biết luôn, tí gửi sớm nha. Mấy chị khách cũ, còn khách mới lên tí sẽ gọi nhớ mình nghe điện thoại dùm tiếp nha. Chín tóc vàng cho Thanh Hoàng nè. Rồi chín tóc là 95.000 nha.
Rồi bây giờ tiếp còn chín tóc cam và chín tóc vàng lẫn đang mặt Nguyễn Thủy, rồi 90.000. Lẫn đang mặt Nguyễn Thủy 90.000. Rồi có chị nào lấy thêm cho đủ đơn không mấy chị ơi, hai bộ trở lên gọi chốt nha. Rồi tạm biệt mấy chị nha. À Hồng Thắm khách cũ gửi luôn. Rồi ok Hồng Thắm nè. Rồi khách cũ thì tí có lưu địa chỉ. Chị nào mình muốn đi đơn luôn á thì nói tí ở trên live luôn, gửi luôn không cần gọi. Còn nếu không nói gì thì bên tí sẽ gọi nha cả nhà nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha.